chương 51, hợp tác. Ninh Mông không biết Đạp Tuyết tại sao lại yêu cầu ba tụng để cô làm bạn, nhưng Ninh Mông nhớ lại câu nói của Đạp Tuyết khi nhắc đến Diệp Thanh Dương, cô mơ hồ cảm nhận được tình cảm mà Đạp Tuyết đối với Diệp Thanh Dương, như vậy ở bên cạnh Đạp Tuyết cũng không phải là chuyện xấu. Trần Đạp Tuyết dẫn cô ra khỏi trúc lâu, đi về phía bên phải khoảng 10 phút, lại xuất hiện thêm vài tòa trúc lâu nữa so với cái đầu tiên thì rộng rãi hơn nhiều. Trần Đạp Tuyết dẫn Ninh Mông vào phòng của mình, Đóng cửa lại sau đó áp tai lên cửa để nghe tiếng động ngoài cửa, khi biết chắc không bị theo dõi mới hỏi, có phải cô đến cứu Diệp Thanh Dương? Không phải Ninh Mông thấy Đạp Tuyết chỉ là một bé gái thì quyết định không lừa gạt, nhưng đột nhiên thấy ánh mắt Đạp Tuyết trở nên hung ác thì lập tức thêm vào, người tới cứu Diệp Thanh Dương là chồng của tôi. Trần Đạp Tuyết nở nụ cười, chính là người mặc quân trang trên màn hình theo dõi sao? Ninh Mông gật đầu, Trần Đạp Tuyết âm thầm đánh giá cô, nói: những người tham gia quân ngũ đều thích những cô gái giống cô sao? Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, giọng nói thì ngọt ngào. Ninh mông nghe xong thì phi cười đứng lên, cô bé này hẳn là đã ở chung với đám trùm thuốc phiện này lâu rồi, nên suy nghĩ cũng đơn giản, không phải. Vậy tại sao hắn lại thích dịp oanh khê mà không phải ta? Trần đạp tuyết thở dài, nhìn chầm chậm ninh mông hỏi. Bởi vì hắn không phải là người đàn ông của cô hắn là người đàn ông của Diệp Oanh Khê, trong lòng Ninh Mông hiểu rõ, hắn ở trong câu hỏi của Đạp Tuyết là ám chỉ ai, không hiểu sao lại chợt nghĩ đến tầng mặt, cô vừa cười vừa nói, tại sao lại xin ba tụng cho tôi đi theo cô? Là chờ chồng của cô đến cứu Diệp Thanh Dương nha. Trần Đạp Tuyết mở tủ lấy ra một cái váy màu xanh dương, đứng trước gương ướm thử. Tôi sẽ giúp các người cứu Diệp Thanh Dương ra. Tôi biết ba tụng rất ghét Diệp Thanh Dương, nhất định ba tụng sẽ giết hắn là bởi vì cô. Ninh mong nhớ đến ánh mắt ấm áp, triều mến của ba tụng khi nhìn đạp tuyết, cùng với giọng nói ngọt ngào khi nói chuyện với đạp tuyết. Hình dáng đầy tình cảm đó xuất hiện trên khuôn mặt có vết sẹo đáng sợ của hắn quả thật có chút dọa người. Ninh mong biết chỉ có thể là vì yêu mới khiến cho một người đàn ông lạnh lùng, tàn ác như ba tụng mới có những hành động và lời nói ôn nhu như vậy khi đối với đạp tuyết. Chắc là như vậy, Trần đạp tuyết ném cái váy lên giường, lại với tay lấy một cái đầm đỏ trong ngăn tủ ra. Nhưng ta không thích hắn, người ta thích là Diệp Thanh Dương. Ninh Mông nhìn khuôn mặt như đang tuyên thệ của Đạp Tuyết thì biết đó là tâm sự trong lòng của Đạp Tuyết, không khỏi nở nụ cười, đúng là một đứa trẻ, chỉ tiếc là đã ở sai chỗ. Thấy Đạp Tuyết không để ý đến mình chỉ lo chọn quần áo thì Ninh Mông cảm thấy có chút mất mặt, dứt khoát ngồi xuống giường suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Ai, tên ta là Trần Đạp Tuyết cô tên gì? Ninh Mông. Nga, Ninh Mông, cô xem ta mặc váy đỏ hay váy xanh đẹp hơn? Ninh Mông dương hai mắt nhìn, lắc đầu, người đẹp như cô thì mặc gì mà không đẹp. Nhưng Diệp Thanh Dương thích các cô gái mặc váy đỏ, trần đạp tuyết nhíu mày, Diệp Oanh Khê cũng rất hay mặc váy đỏ. Tại sao lại vì ý thích của hắn mà bắt buộc chính bản thân mình? Ninh Mông dường như thấy được hình ảnh của chính bản thân mấy năm trước một cô gái vì tình mà có thể làm tất cả nghe ninh mông nói như vậy trần đạp tuyết cúi đầu cắn môi nhưng chỉ một lát lại cười tươi chỉ cần đó là điều dịp thanh dương thích thì tôi cũng thích ninh mông nhìn bộ dạng vui vẻ của đạp tuyết rất muốn hỏi người mà dịp thanh dương thích chính là dịp oanh khê vì dịp oanh khê hay mặc váy đỏ nên dịp thanh dương mới thích màu đỏ chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mặc cái váy đỏ này thì hắn dịp thanh dương có thể yêu thích ngươi nhưng ninh mông hiểu lời này sẽ làm tổn thương đạp tuyết đến như thế nào nên cô chỉ cố chịu đựng trong lòng mà không nói ra cô có cách nào liên lạc với chồng cô không trần đạp tuyết nghiêm trang hỏi ninh mông tôi biết chỗ nhốt diệp thanh dương trong lòng ninh mông căng thẳng cô biết nếu biết rõ vị trí mà diệp thanh dương bị nhốt thì tỷ lệ cứu người thành công của cố cô thừa hiên sẽ tăng lên rất nhiều cô cũng biết được điểm yếu của ba tụng chính là cô gái trước mặt cô đây trần đạp tuyết Cô biết nếu không có sự giúp đỡ của Trần Đạp Tuyết thì Cố Thừa Hiên chắc chắn thất bại, ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Trong lòng Ninh Mông hiểu được những nguy cơ hiện tại, nhưng chỉ cần có tia hy vọng giúp Thừa Hiên sống sót, cô nhất định sẽ dốc hết sức. "Để tôi suy nghĩ đã." Ninh Mông biết chắc chắn Cố Thừa Hiên đã tắt điện thoại, nhưng trong rừng rộng lớn như vậy làm sao để liên lạc được. Trần Đạp Tuyết vừa uống nước vừa nhúng vai, tỏ vẻ không sao cả, chợt nghe có tiếng gõ cửa mở cửa, đúng là tần mặt đang đứng trước cửa. Đạp tuyết thấy tần mặt thì tỏ vẻ như không thấy, chỉ hơi nhích người lùi về sau một chút, thông thả ngồi xuống. Tần mặt cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn nở nụ cười, thông thả đi đến trước mặt Ninh Mông cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem cố thừa hiên. Ninh Mông hô, một tiếng đứng lên, hơi nhếch môi, tay nắm chặt áo mà nhìn chầm chầm tần mặt. Trần đạp tuyết nghe tần mặt nói xong thì quay qua xem phản ứng của Ninh Mông, dương giọng hỏi tần mặt, ai, cố thừa hiên là ai? Là chồng của cô ta sao? Tần mặt không đáp chỉ đứng đó xem phản ứng của ninh mông. Trần đạp tuyết đối với thái độ ngạo mạn của tần mặt vốn là khinh thường, cô không hỏi nữa, dứt khoát kéo ninh mông đi ra bên ngoài. Ninh mông không hiểu, vội kéo tay đạp tuyết lại. Trần đạp tuyết dừng lại, quay đầu không kiên nhẫn mà dục, đi mau nha. Đi đâu? Đi đến chỗ ba tụng, hắn không phải muốn cho cô gặp chồng của cô sao? Trần đạp tuyết ý mình cao hơn ninh mông thì dùng sức lôi kéo ninh mông về phía trước, quay đầu thấy phía sau tầng mặt vẫn duy trì khoảng cách với hai cô, mới cúi đầu, lặng lẽ nói, đợi lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội nói chỗ dịp thanh dương bị nhốt cho chồng cô nghe, sau đó tôi sẽ kiếm cách làm phiền ba tụng, cô phải giúp tôi. Ninh mông sửng sốt vài giây, tiêu hóa hết những lời đạp tuyết nói, quay đầu nhìn thoáng qua tầng mặt thấy ánh mắt của hắn luôn nhìn chầm chầm vào mình, cô không dám gật đầu chỉ nói nhỏ một tiếng được xem như đáp ứng ba tụng thấy đạp tuyết đến thì tâm tin rất tốt cười lớn nên đón trần đạp tuyết đánh vào tay hắn một cái lạnh lùng hỏi kêu cô ta đến đây là muốn cho cô ta xem cái gì không phải ta là tần mặt muốn cho cô ta xem ba tụng thấy đạp tuyết nổi giận thì không dám cao hứng cũng không ngăn cản đạp tuyết tới gần bàn điều khiển hắn đem tầm mắt chuyển sang ninh mông ninh tiểu thư thật sự không nghĩ đến, chồng của cô lại lợi hại đến vậy. Ninh mông môi khẽ mấp máy, trái tim đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực, nhất thời khẩn trương không nói thành lời. Tần mặt đi lên theo, hai tay nhẹ nhàng ấn vai cô ngồi xuống ghế, bắt cô nhìn lên màn hình quan sát. Hình dáng cố thừa hiên lập tức xuất hiện ở trước mắt. Thấy được hình dáng của người ngày nhớ đêm mông, hốc mắt ninh mông ngày càng nóng, sau một lát không nhìn được nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống. Ngươi xem, cố thừa hiên cách nơi này càng ngày càng gần. Ngươi nói nếu hắn biết mỗi hành động của hắn chúng ta đều thấy thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Tần mặt ghé sát tai ninh mông, nở nụ cười, nhẹ giọng nói, ngày hắn phải chết mỗi ngày lại gần hơn. Hắn cho rằng ba tụng là người dễ đối phó sao? Tần mặt như một tên đao phủ, mỗi lời hắn nói như một nhát dao chém vào ngực ninh mông, ăn mòn mỗi tất da thịt, uống từng giọt máu của ninh mông. Tần mặt, ninh mông oán giận kêu tên của hắn mắng nói ngươi nhất định sẽ chết không tử tế ta chết không tử tế tần mặc nghe xong cười thật lớn không để ý hình tượng mà nhạo ban ninh mông người tần gia chúng tôi với cô và cố thừa hiên có mối thăm cừu đại hận sao tại sao ngày đó các người nhất định đuổi cùng giết tận gia đình chúng tôi sai lầm lớn nhất chính là chị của tôi thích cố thừa hiên bây giờ chị tôi ra nông nổi như vậy không phải cô và cố thừa hiên cũng phải trả giá sao mẹ tôi chết không nhắm mắt, cô và cố thừa hiên không phải là nên nhận báo ứng sao? Ngươi đúng là hết thuốc chữa. Ninh mông ngừng khóc, bình tĩnh nhìn hành động điên cuồng của tần mặt nói, vậy sao ngươi không nghĩ lại tần gia rốt cuộc đã làm những gì mới có báo ứng như ngày hôm nay? Tần Vũ Linh thích cố thừa hiên là tự do của cô ta, chúng ta không ai can thiệp được, chẳng lẽ vì tần Vũ Linh thích thừa hiên mà chuyện ta và thừa hiên kết hôn trở thành sai sao? Tần Vũ Linh cứ đổ hết tội lên đầu ta, cuối cùng vu oan cho ba ta là bởi vì ba của ngươi tham ô nhận hối lộ bởi vì hành động vu oan giá họa của chị ngươi bị phát hiện sao lại đem tất cả đổ hết lên đầu của ta và cố thừa hiên như vậy là công bằng sao tần mặt không dự đoán ninh mông có thể đáp trả đang chuẩn bị đáp trả lại thì nghe thấy bên cạnh có tiếng hít vào hai người theo bản năng nhìn lên màn hình quan sát nhưng tất cả chỉ có một màu đen cái gì cũng không thấy Ba Tùng ở bên cạnh thấy tình hình hiện tại thì tức giận đến muốn giết người, liền đi ra ngoài. Ninh Mông lập tức phản ứng lại, bước nhanh xông lên, gắt gao đứng ở cửa hét to một tiếng, "Trần Đạp Tuyết." Trần Đạp Tuyết ở bên ngoài nghe được tiếng hét của cô thì liền hiểu, tiến lên gắt gao nắm chặt tay của Ba Tùng, không cho hắn rời đi. Giờ khắc này, hai phụ nữ yếu đuối lựa chọn dùng thân thể của bản thân, thậm chí dùng cả mạng sống của chính mình chống lại cường bạo. Các cô hiểu kéo dài thêm một giây thì cơ hội cố thừa hiên an toàn cứu Diệp Thanh Dương ra sẽ nhiều thêm một phần. Tần mặt muốn tiến lên động thủ với Ninh Mông, lại bị Trần Đạp Tuyết kéo ba tụng ngăn cản. Trần Đạp Tuyết tuyệt đối chỉ là một tiểu hồ ly, biết nếu muốn ngăn mọi người lại thì chỉ còn cách ngăn cản ba tụng, uy hiếp ba tụng. Mà yếu điểm của ba tụng lại chính là mình. Cho nên, cô dùng hết sức lôi kéo ba tụng lại, dùng ánh mắt cuộc cường để giữ ba tụng lại. Đạp tuyết, ngươi làm cái gì vậy trần nhất thần vẫn duy trì tư thế vào cửa hít một ngụm khí lạnh nhàn nhạt hỏi để cho diệp thanh dương đi theo họ đi không được trần nhất thần còn chưa trả lời ba tụng liền phủ quyết ngươi hẳn hiểu rõ ba tụng ta tuyệt đối không buông tha hắn hoặc là ngươi thả hắn đi hoặc là ta sẽ chết cùng hắn trần đạp tuyết vẫn nắm chặt tay ba tụng Ba tụng nghe xong thì tức giận cùng với không cam lòng nhưng đành phải đứng lại, Ninh Mông đứng bên cạnh cũng cảm giác được sự tức giận của hắn. Ninh Mông liếc nhìn ba tụng, vừa sợ, vừa kinh ngạc nhìn về phía đạp tuyết, bởi vì cô dám dùng chính sinh mạng của mình đi đặt cược, chỉ vì tình yêu đối với một người đàn ông. Thả bọn họ đi đi. Ba tụng cuối cùng cũng thỏa hiệp, mặt âm trầm ra lệnh. Chương 52, hoàn thành nhiệm vụ. Cố thừa hiên bắt đầu tiếp cận gác trúc, bắt đầu làm như vô ý dùng bàn tay che đi cái nắp ấm nước. Thật sự là khi tộc trưởng Nham Ôn nộp đưa cho anh bình nước, anh đã bắt đầu có chút nghi ngờ. Nếu phía trên để cho hắn ta phối hợp với mình để giải cứu năm vùng, đối với thân phận của anh thì không có khả năng hắn không biết rõ, cũng xem như là hắn đã từng nhận được huấn luyện chính thức, làm sao có thể không biết trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ không được mang theo ấm nước như vậy. Đêm đó quay về nơi ở, anh làm bộ tập trung suy nghĩ thật sự là đang cẩn thận quan sát ấm nước kia cuối cùng nghĩ đến một khả năng thừa dịch ngụy trang nhìn một chút quả nhiên đúng như anh nghĩ mục đích của đối phương cũng quá rõ ràng anh nhất định phải tương kế tựu kế nhìn xem cuối cùng là đối phương đang đùa trò gì để tùy cơ ứng biến dọc đường đi anh cũng không hề phát hiện có người theo dõi cho dù anh cố ý tiết lộ hành tung một chút cũng không thấy phản ứng của tên ba tụng kia như vậy cố thừa hiên càng khẳng định suy đoán của mình cho nên, khi thấp thoáng nhìn thấy gác trúc, cố thừa hiên lập tức dùng lực mở nắp ấm nước, gắt gáo nắm trong lòng bàn tay. Cố thừa hiên nhìn thấy có người đứng xung quanh gác trúc liền di chuyển, rất nhanh liền loại trừ khả năng Diệp Thanh Dương bị nhốt ở trong này. Trên mặt những người này không có chút cảnh giác nào, ngược lại lại có chút thoải mái, chắc chắn nơi đó là hang ổ của trùng buôn thuốc phiện rồi. Nhiệm vụ của anh là giải cứu năm vùng, những việc khác, tự nhiên sẽ có người tới giải quyết. Bởi vậy, anh cũng không để ý nhiều, vòng qua bên kia gác trúc tiếp tục tìm kiếm. Mò mẫm đi về phía trước một đoạn, phát hiện có vết máu ở phía trước gác trúc, cẩn thận tránh đi hai người đứng ngoài cửa, nhảy lên gác trúc rồi bò vào. Mùi máu tươi ập tới dày đặc, anh nhíu nhíu mày, một tay chống vào cửa sổ bên cạnh, dưới chân khẽ đạp một cái, dễ dàng lăn vài vòng vào căn phòng. Căn phòng được bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một sofa giản dị. Người nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên sofa cũng có người đưa lưng về phía anh ta tựa vào sofa ngủ gật. Khi anh đứng trên mặt đất phát ra âm thanh rất nhỏ, lại đánh thức tính cảnh giác rất cao của hai người kia. Người nằm trên người cố gắng chống đỡ thân thể, khi nhìn thấy toàn thân là quần áo huấn luyện của Cố Thừa Hiên, liền nở nụ cười, lại liên tiếp học tra máu. Cố Thừa Hiên đã xem qua tài liệu, anh ta đúng là Diệp Thanh Dương. Phản ứng đầu tiên của người nọ ngồi trên sofa là giơ súng trong tay lên. Vốn xuất thân là bộ đội đặc chủng nên Cố Thừa Hiên phản ứng rất nhanh, đối phương còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần đã bị anh bắn chết ngay giữa ngực. Người ngoài cửa nghe thấy tiếng súng vang lên, lập tức vọt vào. Cố Thừa Hiên chạy đến bên giường, kéo cả cơ thể đã dính máu của Diệp Thanh Dương lên, thuận thế nhét một cây súng khác từ trong lòng vào tay anh ta. Diệp Thanh Dương và Cố Thừa Hiên cánh tay gắt gao dựa vào mà bắt đầu ghim súng, hồng súng đen ngòm hướng về phía người đang xông vào cửa. Cố Thừa Hiên sau một lúc lâu trầm mặt, nhìn thấy người ở ngoài cửa càng ngày càng nhiều, chỉ trong chốc lát những người đàn ông cầm súng từ trên cầu thang và bên ngoài gác trúc đã đứng đầy. Lúc này mới lớn tiếng kêu lên: Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương không hề nghiêng đầu nhìn hắn ta, đầu chỉ hơi hơi ngửa về phía sau, gần sát anh cố thừa hiên biết anh ta đã hiểu rõ ý của mình lạnh lùng nhìn một vòng chung quanh tôi sẽ từ giữa trực tiếp chặt đứt còn anh từ phía sau nhảy ra ngoài cửa sổ lúc này diệp thanh dương mới giật mình quay đầu nhìn anh biện pháp thoát thân như vậy chỉ có hai kết quả diệp thanh dương sống sót hoặc là cả người cùng chết trong này cho dù là có khả năng nào thì kết quả đối với cố thừa hiên chỉ có một diệp thanh dương biết rằng bản thân mình sẽ không khuyên được anh trong lòng bọn họ đều hiểu lời thề của quân nhân, trên chiến trường, chỉ cần bọn họ mặc trên mình bộ quân trang, như vậy họ chỉ có thể chết vì đối phương. Đây là đồng đội, đây là con người quân nhân trắng rỏi. Diệp Thanh Dương cúi đầu nở nụ cười, nói, nhiệm vụ của cậu là nghĩ cách cứu tôi ra ngoài, mà nhiệm vụ của tôi là không vứt bỏ đồng đội. Đừng dùng những đạo lý kia mà dọa tôi, tôi nói đây đều là nhiệm vụ đầu tiên khi tiến vào bộ đội. Cố Thừa Hiên đã hiểu liền cười một tiếng, hai người đàn ông mắt sáng lấp lánh nhìn một đám người, bên môi là nụ cười nhàn nhạt. Trong căn phòng nhỏ bé, tràn ngập mùi máu tươi, lời không nói ra nhưng ai cũng ngửi ra khí khái anh hùng. Hai nhóm người chia ra thành hai phe dặn co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố thừa hiên khẽ nâng súng trong tay mình lên, nói nhỏ với Diệp Thanh Dương, vợ của tôi đã biết, có lẽ cũng đã khóc rất lâu, nếu về sau, cậu nghĩ cách mang cái gì đó trên người tôi về đưa cô ấy, cô ấy rất nhát gan diệp thanh dương cười chua xót nói bạn gái của tôi là do một tay tôi nuôi lớn hồi bé còn sợ bóng tối khóc nháo muốn tôi ôm ngủ vừa lên đến tiểu học đã bị tôi đưa đến ký túc bây giờ lá gan rất lớn nếu tôi cũng không trở về được phỏng đoán tiểu nha đầu không lương tâm kia khóc hai lần liền bình thường trở lại cố thừa hiên nghe anh kể về chuyện bạn gái lại nghĩ đến bộ dạng của cô vào đêm đi làm nhiệm vụ mà cô ông lấy mình ra sức khóc lóc trong lòng chua xót nếu nếu còn có thể ra ngoài anh thật sự muốn ở bên cô một thời gian hai người đã bắt đầu nâng súng lên liền thấy một người đàn ông vọt vào đi đến bên cạnh xoay người lại phân phó với thủ hạ thả bọn họ đi mọi người do dự gật gật đầu đều chấn kinh nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của trần nhất thần sau cái nhìn sắc bén một đám người sợ tới mức khẩn trương không dám lên tiếng vội vàng tránh ra tạo thành một lối đi cố thừa hiên cảnh giác nhìn người đàn ông trung nhiên kia lại quay đầu nhìn Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương hơi nhếch môi, nhìn chầm chầm Trần Nhất Thần một hồi. Mà Trần Nhất Thần chỉ gãy thuốc lá trên ngón tay, rớt xuống một ít tàn thuốc, lạnh nhạt nhìn xung quanh. Diệp Thanh Dương bỗng nở nụ cười, bước lên phía trước một bước nói, Trần Nhất Thần, đời này là tôi đã nợ Trần Đạp Tuyết rồi. Không phải, là tôi nợ anh. Giờ phút này ánh mắt Trần Nhất Thần sáng quắc, dường như muốn thiêu đốt hình ảnh nhỏ bé của Diệp Thanh Dương trong mắt. Tất cả mọi người đều biết, hai năm trước, khi Trần Nhất Thần cướp đoạt hàng hóa, thiếu chút nữa là bị hỏa hoạn thiêu rụi, là Diệp Thanh Dương cổng hắn đi trong rừng năm ngày năm đêm, là Diệp Thanh Dương thay hắn trúng hai phát. Nhưng mà, chỉ có Diệp Thanh Dương mới biết, ý Trần Nhất Thần không phải như vậy. Nhưng anh không thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu, hướng về phía hắn mà nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, tôi đều đã sống sót, kết hôn sinh con, cả đời này sẽ sống tốt. Này! Cũng coi như là không làm tôi thất vọng bởi vì thiếu chút nữa là anh đã chết rồi. Trần Nhất Thần nghe xong, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, vài giây sau, mới nặng nề gật đầu. Cố Thừa Hiên nhìn thấy Diệp Thanh Dương quay đầu ra hiệu, vững vàng nâng súng lên đi bên cạnh anh ta. Hai người nhìn ra ngoài cửa, cơ bản đám người đó đã thu súng, chỉ gắt gao nhìn chầm chầm vào bọn họ chỉ cần bọn họ nổ một súng thì đám người đó cũng không chút do dự mà rút súng ra sau khi ra ngoài nhanh chóng liên hệ với bà xã của anh khi cố thừa hiên lướt qua trận nhất thần anh lại nghe được anh ta nhỏ giọng dặn dò trong lòng anh nổi lên nghi hoặc nhưng trong nháy mắt cũng hiểu rõ là chuyện gì xem ra mình suy đoán là sự thật nghĩ đến ninh mông đang gặp nguy hiểm anh bắt đầu nóng lòng cũng không để ý đến dịp thanh dương vượt lên anh ta vội vàng đi về phía trước ninh mông vẫn duy trì tư thế đứng chặn trước cửa oán hận trừng mắt nhìn vẻ mặt nôn nóng của tầng mặt mãi đến khi trần nhất thần trở về báo cáo nói là người đã đi mất toàn thân cô giống như bị rút đi toàn bộ sức lực dựa vào khung cửa dần trượt xuống trần đạp tuyết chán ghét ném bỏ cánh tay ba tụng bước nhanh đến bên cạnh ninh mông kéo cô lên đạp tuyết ba tụng nhìn thoáng qua tầng mặt mới tiếp tục nói người tôi đã thả cô ta cũng nên giao cho tần tiên sinh hừ trần đạp tuyết hừ một tiếng nói hắn ta cũng không phải thứ gì tốt tôi muốn ninh mông ở bên cạnh tôi trần nhất thần liếc mắt nhìn trần đạp tuyết lập tức đi đến bên cạnh ba tụng nói không cần chuyện gì cũng cưng chiều nó lần này diệp thanh dương mang cái gì đó đi có khả năng khiến cho chúng ta xong đời việc quan trọng nhất bây giờ là chạy trốn xem ra trước mắt cần phải loại bỏ các cửa đi vẫn hơn Tần mặt ở một bên nghe xong lời này, vội vàng đứng ra nói, ba tụng, ông và tôi trước đó đã có giao ước, phải lấy được vật cần tìm mới thôi. Có lẽ cố thừa hiên đã mang theo dịp thanh dương đi, mà tôi cũng có biện pháp để cho hắn ta ngoan ngoãn mà đưa người trở về. Nhưng ninh mong phải đi cạnh tôi, cô ta là tiền đặt cực quan trọng trong kế hoạch của chúng ta, chỉ cần cô ta còn trong tay chúng ta, mọi chuyện đều dễ dàng. Ninh mong nghe tần mặt nói những lời này, một bàn tay gắt gao nắm lấy khung cửa, lạnh lùng nhìn qua. Cô nhìn thấy bộ mặt ôn hòa của anh ta, đột nhiên muốn cười, một người đàn ông như vậy cuối cùng là có điểm nào để mình tiêu tốn 10 năm theo đuổi chứ? Tần mặt cũng cảm giác được ánh mắt của cô, hung hăng trừng lại, nhìn thấy miệng cô nở nụ cười liền sửng sốt, dường như trong lòng có gì đó đâm vào, anh ta không tự nhiên mà quay mặt đi. Tần mặt, anh đúng là không phải là đàn ông, lấy một người phụ nữ ra mà nói chuyện. Trần Đạp Tuyết dùng cơ thể của mình ngăn cản Ninh Mông, không ngừng mắng tận mặt, anh có bản lĩnh thì đi tìm Cố Thừa Hiên, che che giấu giấu cái gì, tính toán cái gì hả? Tôi muốn là Cố Thừa Hiên, còn tôi vô cùng khinh thường anh, chồng người ta một thân một mình đến đây cứu người, còn anh thì mang theo vợ của người ta làm lá chắn. Người đàn ông nào cũng như anh, còn không bằng tự mình làm thái giám đi. Trần Đạp Tuyết nói trắng ra, mắng tận mặt mặt lúc đỏ lúc trắng. Mọi người chung quanh nghe xong nhìn không được liền bật cười, ngay cả ba tụng cũng ho khan hai tiếng mới miễn cưỡng mà ngưng cười. Trần Nhất Thần ở một bên thương lượng với ba tụng một lúc lâu, mới có kết quả. Ninh mong giao cho Tần Mặc xử lý theo kế hoạch. Trần Đạp Tuyết ở lại Vân Nam, còn đoàn người của ba tụng thì rời khỏi Vân Nam, dù sao đã vượt qua lãnh thổ của một nước, cảnh sát và quân đội bắt người sẽ khó khăn. Trần Đạp Tuyết giật mình mà liếc nhìn ba tụng, dù sao cô cũng không nghĩ hắn ta sẽ thả mình về nhà. Còn Ninh Mông khi nghe quyết định này, trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào, nhàn nhạt, giống như không quan tâm đến. Trần Nhất Thần đưa Ninh Mông và Tần Mặc đi ra ngoài, nơi này không thể ở được nữa, bọn họ đành phải tìm nơi khác mà dừng chân. Tần Mặc phụ trách lái xe, còn Ninh Mông bị trói hai tay ngồi ở phía sau. Khi Trần Nhất Thần đẩy Ninh Mông lên xe, Vùng trộm đặt một con dao nhỏ và một chiếc đồng hồ đeo tay đặt vào trong túi áo cô, đồng thời nhỏ giọng nói, Cố Thừa Hiên sẽ đến cứu cô, ngăn chặn cậu ta, bảo vệ tốt cho bản thân mình là được. Ninh mông mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn người trước mặt mình. Tần mặt đi đến, cô nhanh chóng dời tầm mắt đi, ngoan ngoãn ngồi ở phía sau. Trần Nhất Thần đóng cửa xe, tần mặt chỉ đơn giản gật gật đầu với anh, nhảy lên chỗ lái, chở Ninh mông đi khỏi nơi này chương 53, tìm cách cứu người. Cố Thừa Hiên cùng Diệp Thanh Dương đi ra sau, cũng không có về đại đội vì hai người đều đã xác định nhằm ôn nộp là nội gián. Hai người bọn họ không có xe, đành phải đi dọc theo quốc lộ. Các nông dân đang làm ruộng ven đường thấy trên mình Diệp Thanh Dương dính đầy máu thì kinh ngạc, hoảng sợ vùi đầu xuống không dám ngẩng lên, sợ bị hai người bọn họ phát hiện. Nhưng hai người không thèm để ý, một trước một sau tiếp tục đi tiếp. Không liên lạc được với Ninh Mông nên trong lòng Cố Thừa Hiên vô cùng rối loạn. Cố Thừa Hiên lo lắng Ninh Mông xảy ra chuyện như nước triều vỡ đê. Nhớ tới lời nhắc nhở của Trần Nhất Thần, anh bước chậm lại, chờ Diệp Thanh Dương đi đến gần hỏi, Trần Nhất Thần là loại người như thế nào? Diệp Thanh Dương dương mắt nhìn Cố Thừa Hiên một cái, lấy tay để vết thương bên hông lại. Cố Thừa Hiên thấy Diệp Thanh Dương không nói lời nào, trong lòng cũng hiểu được vài phần, hiểu bình thường gật gật đầu đầu tiên hai người tìm một khách sạn nhỏ ít người để ý để mướn phòng. Cố thừa hiên đi ra ngoài tìm mua thêm một cái điện thoại mới và một cái sim khác. Đợi đến buổi chiều, hai người nghỉ ngơi xong thì liền gọi điện thoại về báo tin. Diệp Thanh Dương gọi trước, hắn bấm một chuỗi số, lại chần chừ không ấn phím côn, cuối cùng lắc đầu xóa hết dãy số. Sau đó đưa lại điện thoại cho Cố Thừa Hiên. Cố Thừa Hiên nhận lấy điện thoại, đầu tiên gọi điện thoại cho dịch đại đội trưởng, nói vắn tắt tình hình ở đây cho dịch đại đội trưởng biết trước khi tắt điện thoại nghe dịch đại đội trưởng cười chọc vợ cậu mấy ngày trước có gọi điện thoại cho tôi không sai thôi giáo dục rất tốt rất có hiểu biết cô ấy nói gì với anh cố thừa hiên nghe dịch đại đội trưởng nhắc đến ninh mông thì vội vàng hỏi cũng không có việc gì chỉ hỏi có phải cậu đang làm nhiệm vụ ở vân nam không tôi nói địa điểm mà bộ đội đặc chủng làm nhiệm vụ phải giữ bí mật cô ấy nói là cô ấy hiểu sau đó thì cảm ơn rồi cúp máy. Dịch đại đội trưởng nghe thấy giọng cố thừa hiên khẩn trương, tò mò hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện sao? Cô ấy. Cố thừa hiên tức giận vuốt mặt, có chút thất bại nói, cô ấy bị trùng thuốc phiện bắt làm con tin. Dịch đại đội trưởng kinh ngạc, hai người ở hai bên đều im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Cố thừa hiên biết tiếp tục như vậy cũng chỉ làm tốn thời gian mà cũng không giải quyết được việc gì, đành phải kiên trì xin phép, tôi chắc phải xin phép nghỉ mấy ngày, anh hiểu mà phải không? Cô ấy hiện giờ lâm vào hoàn cảnh này, tôi không thể nào trở về. Dịch đại đội trưởng rất nhanh liền tỏ thái độ, tất nhiên, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Nếu không được thì phải gọi điện thoại cho tôi, chúng ta là anh em đã nhiều năm. Cho dù có bị cấp trên kỷ luật tôi nhất định cũng sẽ giúp cậu cứu vợ ra. Cố Thừa Hiên gác điện thoại vẫn cảm thấy nên nghe theo lời khuyên Trần Nhất Thần trước gọi điện thoại cho ninh gia vốn là chuyện này anh không muốn kinh động cố gia dù sao nhiều người biết đối với việc này không có lợi gì nhưng vì cái điện thoại mới mua này không có lưu số điện thoại nhà ninh gia mà cố thừa hiên ngoài số điện thoại của ninh mông và số điện thoại của cố gia thì không nhớ được số điện thoại nào hết bất đắc dĩ đành phải gọi điện về cố gia người nhận điện thoại là chị họ của ninh mông hàng lăng sa cuối cùng là làm cho ông nội của cố thừa hiên ở phòng khách lên cơn khó thở mẹ của anh bạch lăng thì vội vàng chạy đến văn phòng chính phủ tìm cố trường tân tìm cách cố trường tân nghe xong vỗ vai bạch lăng trấn an đem lợi hại phân tích rõ ràng cho bạch lăng nghe sau đó hai người chia nhau ra để làm việc bạch lăng thì chạy về nhà lo lắng và trấn an cho ông cụ cố cố trường tân thì cố gắng tìm cách liên hệ với ninh trí văn tìm cách liên lạc giữa cố thừa hiên và ninh gia mọi chuyện ở N thì cũng trở nên hỗn loạn. Mới đầu, mọi người đều đem tin này giấu đi, không ai dám nói cho Ninh Lão Gia nghe. Nhưng không ngờ người giúp việc trong nhà vô tình lệ miệng mà nói ra cho Ninh Lão Gia nghe. Sau khi nghe xong thì Ninh Lão Gia lập tức bị lên huyết áp phải nhập viện. Ai cũng biết Ninh Lão Gia thương cháu gái Ninh Mông đến chừng nào, trước khi lên xe cấp cứu còn gọi, tiểu cửu. Tiểu cửu. Tiểu cửu, ninh gia bà nội ở một bên khóc không ngừng ninh trí văn vừa vội lại vừa mệt khi nhận được điện thoại của cố trường tân đã vội vàng xin nghỉ phép hai ngày biết cố thừa hiên đang cố gắng tìm cách liên lạc với mình thì ninh trí văn vội vàng chạy đến nhà cố gia để đợi điện thoại của cố thừa hiên gọi lại alo cố thừa hiên vừa bắt máy còn chưa mở miệng ninh trí văn nóng vội nói thừa hiên là ba vợ đây Ba, Cố Thừa Hiên chưa bao giờ nhìn thấy ba vợ của mình nóng vội đến vậy, anh liếc mắt qua nhìn Diệp Thanh Dương đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, liền cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, đè thấp âm thanh nói, ba, người đừng nóng vội. Con đối với những chuyện xảy ra ở đây cũng chưa điều tra kỹ càng. Ba có biết chuyện gì đã xảy ra không? Ninh Trí Văn cũng ý thức được mình hơi nóng vội, ngượng ngùng đằng hắn một tiếng, rất nhanh trấn tĩnh đem mọi chuyện mà ninh trí ngôn đã báo với mình mà kể lại cho cố thừa hiên nghe cố thừa hiên không quen ai ở vân nam nghe xong mọi việc biết việc này tần mặc và ba tụng gây ra còn lại không có bất kỳ manh mối nào nhưng là anh hiểu được lúc này không được nóng nảy vội vàng tuy tần mặc và ba tụng có quan hệ việc này nhưng quan hệ giữa hai người thân thiết đến cỡ nào thì anh không biết rõ ba tụng tự nhiên thả hai người bọn họ không cho phép ai tổn thương bọn họ nhưng Tần Mặt lại đi theo bọn người buôn ma túy đó. Cuối cùng không biết mối quan hệ giữa Tần Mặt và bọn buôn bán ma túy đó là quan hệ gì. Hoàn cảnh trước mắt, Cố Thừa Hiên không lo lắng Tần Mặt dẫn Ninh Mông đi, nhưng lại lo lắng ba tụng lợi dụng Ninh Mông uy hiếp mình giao dịp Thanh Dương ra. Nếu thực sự có việc này, Cố Thừa Hiên nhắm mắt lại không dám tưởng tượng tiếp. Ba, chú Bảy bây giờ vẫn còn đang ở Tây Sông Bản Nạp phải không? đúng vậy ninh trí văn đọc địa chỉ của ninh trí ngôn cho cố thừa hiên hai người lại phân tích việc này một hồi mới cúp điện thoại cố thừa hiên dùng nước lạnh rửa mặt mới đi ra gặp diệp thanh dương đã đứng dậy thay quần áo cô đơn đứng tựa vào cửa sổ hút thuốc không biết đang suy nghĩ gì cố thừa hiên đi đến vài bước diệp thanh dương lập tức phát hiện xoay người lại hỏi tiếp theo cậu định có kế hoạch gì tôi đã gọi điện thoại báo tin rồi anh trực tiếp trở về báo với mọi người tôi tiếp tục ở lại nơi này để tìm vợ của tôi. Diệp Thanh Dương hung hang dụi điếu thuốc trong tay vào tàn thuốc nói, tôi đi cùng với cậu. Cố Thừa Hiên không chịu, vẫy tay cự tuyệt nói, không cần, đây là việc riêng của tôi. Cậu muốn cứu vợ ra phải đấu với ba tùng, cậu nghĩ cậu biết rõ ba tùng, biết rõ mọi việc ở đây bằng tôi sao? Diệp Thanh Dương lạnh lùng nói, cậu vì cứu tôi, mà vợ của mình bị nguy hiểm. Nếu tôi không giúp cậu thì tôi đâu còn là người cố thừa hiên nghe diệp thanh dương nói vậy thì nhướng mày không tỏ vẻ vui mừng chỉ hơi nhếch môi không nói lời nào ngoài miệng thì không nói không có nghĩa ở trong lòng không rõ đối với mọi việc ở đây diệp thanh dương rõ ràng là biết rõ hơn mình hơn nữa có một bộ đội đặc chủng ưu tú như vậy giúp đỡ tất nhiên sẽ thuận tiện hơn rất nhiều anh có ý kiến gì cố thừa hiên nói lời này coi như đồng ý việc ở lại của diệp thanh dương là trần nhất thần nói cho cậu biết Diệp Thanh Dương tự rót một ly nước, uống một ngụm mới tiếp tục nói, nếu thật sự là Trần Nhất Thần nói cho cậu biết, thì tôi có thể cam đoan vợ cậu ở chỗ ba tụng rất an toàn. Vì sao anh có thể khẳng định như vậy? Cố Thừa Hiên có chút mệt mỏi dựa vào sofa, nâng tay lên dây dây mi mắt. Trần Đạp Tuyết Diệp Thanh Dương cười trở nên có chút chua xót, chỉ cần Đạp Tuyết còn ở đó, ba tụng nhất định sẽ không làm phật ý cô ấy, đồng thời cũng cho phép Trần Nhất Thần nói cho cậu biết việc này, cũng có ý ngầm báo cậu biết cậu có thể cứu vợ cậu ra một cách an toàn. Cố thừa hiên vẫn nhíu mày không nói lời nào, lặng lặng lắng nghe. Hơn nữa, cậu trở về tìm ba tụng cũng không có ích gì. Ba tụng biết chúng ta biết mọi bí mật của hắn, nhưng lần này Trần Đạp Tuyết lại buộc hắn phải thả chúng ta đi. Như vậy trước tiên hắn sẽ rút lui khỏi nơi này, đến một nơi an toàn. Người như tần mặt nếu dẫn theo sẽ là một gánh nặng, cậu cho rằng ba tụng sẽ dẫn tần mặt theo sao? nếu hắn nhất định thả vợ của cậu đi thì ba tụng nhất định không dẫn theo hắn Tần mặt kia đã không còn giá trị lợi dụng còn nếu Tần mặt nhất định phải dẫn theo vợ của cậu nhưng hoàn cảnh ba tụng hiện giờ không có khả năng dẫn theo vợ của cậu bởi vì trần đạp tuyết là tuyệt đối sẽ không đồng ý cố thừa hiên nghe diệp thanh dương phân tích mở choàng mắt diệp thanh dương chắc là lúc nãy đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của mình nên đã biết được một số việc cậu không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi diệp thanh dương vỗ vỗ vai anh nói ba tụng từng đưa cho tôi một cái đồng hồ bên trong cái đồng hồ đó có một thiết bị bắt tín hiệu vệ tinh nếu tôi không đoán lầm thì hiện tại trên người ninh mông cũng có một cái giống vậy diệp thanh dương vừa nói xong thì cố thừa hiên từ từ đứng lên nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo trên tay của diệp thanh dương diệp thanh dương không nói gì chỉ quay lưng bắt đầu thu dọn đồ đạc thật ra khi trốn đến đây họ cũng không mang theo gì bây giờ chủ yếu là chuẩn bị thuốc men súng ống và đạn dược chuẩn bị cho cuộc cứu người sau khi thu dọn xong diệp thanh dương kêu người phục vụ mang một tấm bản đồ đến phòng để nghiên cứu địa hình cố thừa hiên thì ngồi trên giường gọi điện thoại cho ninh trí ngôn hai người trả phòng đi vào nội thành tìm đến khách sạn mà ninh trí ngôn đang ở đến khách sạn thì đã thấy ninh trí ngôn đứng đợi sẵn sau khi đưa hai người vào phòng thì mới tỉ mỉ kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người biết Cố Thừa Hiên lập tức quyết định, trước tiên là đến nhà nham nạp, Ninh Trí Ngôn sẽ ở đó đợi tin tức. Bởi vì Ninh mong nếu có thể thừa cơ lẻn trốn được thì cô không quen biết ai ngoài nham nạp. Mà Diệp Thanh Dương sẽ dựa vào các mối quan hệ của hắn ở Vân Nam để tìm ra tung tích của Tần Mặt. Dù sao đối với Tần Mặt, một người lạ từ nơi khác đến sẽ không thể nào trốn được tai mắt của Diệp Thanh Dương. Ba người lập tức chia nhau ra làm. Mà phía bên kia, tần mặt quả thật không biết chở ninh mông đi chỗ nào bây giờ ninh mông nằm ở ban ghế sau ngước nhìn tần mặt một tay chống tay lái một tay kẹp điếu thuốc có chút buồn phiền mà vò vò đầu hai tay len lén mà sờ tiền trong túi đem con dao mà trần nhất thần đưa cho cô nắm chặt trong lòng bàn tay chương 54, bước ngoặt đối với nơi này tần mặt không quá quen thuộc vừa đi vừa dừng lại ở nơi có đồng hương để hỏi đường những lúc này chính là thời cơ tốt nhất của ninh mông hai tay bị trói cùng một chỗ, không hành động được, cô đành phải dùng tay trái ra sức kéo dây thừng, để tìm ra một ít không gian để hành động. Trần Nhất Thần sợ cô làm bị thương đến bản thân, nên đưa cho cô con dao nhỏ là dao trái cây, cô đành phải dùng một tay mở con dao ra. Một bàn tay hoạt động vốn là không linh hoạt, bây giờ bị lại bị dây thừng trói chặt, động tác lại càng thêm vụng về. Tần mặt sau khi hỏi đường từ một người đồng hương, khi lên xe vẫn liếc nhìn ninh mông thấy cô vẫn ngoan ngoãn cuộn mình nằm đó, không nói gì thêm, tiếp tục lái xe đi. Cố Thừa Hiên và Diệp Thanh Dương đưa Ninh Trí Ngôn đến nhà nham nạp, xe vừa mới dừng ở cửa, chỉ thấy cô bé lần trước vội vã chạy ra đón, thấy Ninh Trí Ngôn, miệng ngọt ngào kêu, chú trữ, chị tiểu cửu đâu? Tại sao chị ấy không đến cùng với chú vậy? Ninh Trí Ngôn miễn cưỡng cười rồi sờ sờ đầu Diệp Hương, nắm tay cô bé đi vào trong nhà. Cô bé quay đầu nhìn Cố Thừa Hiên, cảm thấy nhìn có chút quen mắt nghiêng đầu suy nghĩ bừng tỉnh hiểu ra liền ồ một tiếng anh trai lần trước anh đã đến nhà em cố thừa hiên không ngờ lại trùng hợp như vậy ánh mắt nhìn đến chiếc kẹp tóc trên đầu của cô bé kia cảm thấy mình cũng thật là sơ ý anh cũng nên sớm nghĩ tới làm gì có chuyện gì mà trùng hợp như vậy kẹp tóc này chính là vào lúc anh và ninh mông chuẩn bị kết hôn bạch lăng đưa ninh mông đi dạo phố rồi mua lúc ấy ninh mông gọi điện thoại cho anh than phiền nói là kẹp tóc này rất đắt, nhưng khi mẹ anh ở trước mặt ngại ngùng nói ra sự thích thú của cô, đành phải nhịn đau mà mua. Sau khi hai người kết hôn, cũng rất nhiều lần cô lấy ra cho anh xem. Anh nên sớm nghĩ đến, lần trước khi đến nhà nham nạp nhìn thấy kẹp tóc trong tay Diệp Hương thì nên nghĩ đến. Ninh Mông cũng đã nói cô sẽ đến tay xong bản nạp một chuyến, vậy mà anh lại sơ suất cho rằng đó là trùng hợp. Nếu lúc ấy anh hỏi cho rõ, sắp xếp cho Ninh Mông, làm sao có thể xuất hiện những chuyện sau này giờ phút này cố thừa hiên đang chìm đắm trong sự hối hận khó có thể mà thoát ra buồn bực trong lòng nuốt không nổi phun không ra khó chịu mà tự mình chết nghẹn mà thôi nếu thật sự là tiểu cửu xảy ra chuyện gì như vậy anh không thể tha thứ cho mình không thể tha thứ tha thứ nham nạp nhìn thấy cố thừa hiên và ninh trí ngôn đến cùng nhau thì vô cùng ngạc nhiên sau khi hiểu rõ tình huống nham nạp để ninh trí ngôn ở nhà mình, còn anh ta đi theo đám người cố thừa hiên đi tìm ninh mông. Ngay từ nhỏ anh ta đã lớn lên ở đây, cũng đã hơn 40 năm, đối với nơi này, so với dịp thanh dương thì anh ta còn quen thuộc hơn. Cố thừa hiên suy nghĩ một chút, nhớ lại anh ta và nham ôn nột có quan hệ, vẫn cảm thấy ở nơi này mang theo anh ta đi thì vẫn an toàn hơn. Cố thừa hiên nghĩ cách để nói cho dịp thanh dương biết, anh ta cũng đồng ý, hơn nữa để tránh bức dây động rừng, anh ta lại đề nghị cố thừa hiên tung tin nham ôn nột là nội gián trước để gạt nham nạp. Tần mặt ít quen biết ai ở Tây sông bản nạp, chỉ có mấy cái quan hệ dựng lên thông qua ba tụng. Bây giờ ba tụng ở bên kia đã bỏ chạy, ở đây ngoài hắn ta, còn có nham ôn nột, đường cùng có thể xảy ra tình huống xấu, rất có khả năng tần mặt mang theo ninh mông đi tìm nham ôn nột để nhờ hỗ trợ. Giả vờ để ninh trí ngôn ở nhà nham nạp nghỉ ngơi, nhằm âm thầm quan sát nham ôn nột, nói không chừng sẽ để lại dấu vết gì. Cố thừa hiên sau khi nghe xong, liên tục gật đầu. Ba người hợp lại đem chuyện đội trưởng độc hại nham ôn nột cấu kết với trùm buôn thuốc phiện ba tụng dấu nham nạp. Diệp Thanh Dương muốn dùng chiếc đồng hồ để xem phía bên kia trận nhất thần ra sao, nhưng không có nhận được bất cứ tín hiệu nào. Xem ra bây giờ, chiếc đồng hồ bên chỗ ninh mông xảy ra vấn đề rồi. Diệp Thanh Dương đem chiếc đồng hồ bỏ vào túi rồi quay sang nói với Cố Thừa Hiên có lẽ là không cần nghỉ ngơi đi thôi cố thừa hiên gật đầu uống một ngụm trà vội vàng đứng dậy mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc một lát sau liền xuất phát cố thừa hiên suy nghĩ hay là trở về rừng mưa xem một chút diệp thanh dương cũng suy nghĩ như anh nói không chừng trần nhất thần sẽ để lại dấu vết gì đó nham nạp lái xe theo chỉ dẫn của diệp thanh dương đến chỗ lối vào rừng mưa bởi vì tuổi của nham nạp cũng lớn đồng thời sợ anh ta biết được chuyện của nham ôn nột rồi sẽ làm hỏng kế hoạch cố thừa hiên không cho anh ta đi theo chỉ đi cùng với diệp thanh dương vào trong rừng hai người đều là đặc chủng tinh anh tố chất cơ thể rất tốt đi trong rừng cũng không tốn nhiều thời gian hai người cũng không ngờ tới ba tụng đã sớm mang người bỏ chạy bỏ lại những gác trúc kia không để lại dấu vết gì hai người đi vào gác trúc trước kia ba tụng ở lại nhìn một chút bên trong vô cùng bừa bãi sắp xếp lại một chút cũng không phát hiện thứ gì, hai người đành phải rút lui. Đi về phía trước vài bước, lại nghe tiếng phụ nữ khóc. Hai người liếc nhau một cái, đi về phía phát ra âm thanh, Cố Thừa Hiên biết rõ đó không phải âm thanh của Ninh Mông, nếu là có một cô gái xuất hiện ở nơi này, đó không phải là chuyện kỳ quái sao? Càng đến gần âm thanh, Cố Thừa Hiên phát hiện bước chân của Diệp Thanh Dương càng bước nhanh hơn, cuối cùng không thể khống chế mà bắt đầu chạy nhanh. Vòng qua các trút lúc trước giam giữ Diệp Thanh Dương, đi đến căn phòng phía sau cố thừa hiên nhìn thấy diệp thanh dương ông một cô gái váy đỏ vào trong lòng dịu dàng vỗ vỗ lưng cô rồi nhỏ giọng dỗ dành được rồi oanh khê đừng khóc đừng khóc nữa cố thừa hiên đâm chiêu nhìn một lúc nhớ tới ngày đó hai người bị vây quanh trong căn phòng diệp thanh dương bất đắc dĩ và cưng chiều mà nhắc đến bạn gái trong lòng cũng hiểu đại khái về thân phận của cô gái này hai người bên cạnh cũng không kiên dè gì mà ông ấp nhau anh có chút xấu hổ quay mặt đi chỗ khác Diệp Thanh Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thiểu của Diệp Oanh Khê, khi đang chuẩn bị hỏi, chỉ thấy Diệp Oanh Khê dùng mu bàn tay chùi nước mắt ở một bên kêu Cố Thừa Hiên, "Này, anh là Cố Thừa Hiên chồng của Ninh Mông phải không?" Cố Thừa Hiên quay đầu lại, gật đầu giống như máy móc, lúc này lo lắng trong mắt đã lui đi, thay vào đó là một chút chờ mong. Trần Đạp Tuyết chạy đến tìm tôi, nói, "Vợ của anh bị một người nào đó tên mặt mang đi." sau đó bọn hắn lợi dụng vợ của anh để uy hiếp anh giao diệp thanh dương ra ừ là cô ấy lừa gạt cô cố thừa hiên cúi xuống buông mí mắt cũng không ai nhìn thấy một màu đen ở bên trong diệp oanh khê hiểu rõ cảm xúc của cố thừa hiên không tốt cô hơi há miệng muốn nói chút lời an ủi lại không biết mở miệng như thế nào diệp thanh dương ở một bên nhẹ giọng thở dài bước lên ông người vào trong ngực cầm đặt lên đỉnh đầu cô hỏi làm thế nào mà em tìm được tới đây trần đạp tuyết nói cho em biết để em thay anh nhặt xác nghĩ đến lời nói của trần đạp tuyết hốc mắt diệp oanh khê lại đỏ lên anh làm em sợ đến chết nếu mà anh đã chết em làm sao mà trở về bây giờ diệp thanh dương thấy thế khẩn trương dỗ dành cố thừa hiên nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này lại càng thêm khó chịu tiểu cửu của anh hốc mắt cũng đỏ ửng như vậy rồi như một con thỏ nhỏ uất ức chui vào trong lòng anh làm nũng. Những lúc này, anh liền cảm thấy trao cả thế giới cho cô đều không đủ, nhưng vào lúc này, sự an toàn của cô anh đã không đảm bảo được. Cảm giác vô lực như vậy giống như một búa, dán vào nơi quan trọng nhất trong lòng anh, anh cảm thấy dường như máu tươi đang tràn ngập thế giới của anh. Nếu không thì, trước tiên cậu đưa bạn gái về nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tìm tiểu cửu là được. Cố thừa hiên nhìn thấy Diệp Oanh Khê đang khóc, chỉ có thể để Diệp Thanh Dương đưa cô về nghỉ ngơi. Vợ của anh tên là Tiểu Cửu sao? Diệp Oanh Khê nghe xong, trực tiếp bỏ cánh tay Diệp Thanh Dương ra, bước lên lôi kéo cố thừa hiên hỏi, không phải tên là Ninh Mông sao? Tiểu Cửu là nhũ danh, mọi người trong nhà đều gọi như vậy. À! Diệp Oanh Khê sau khi nghe xong hét lên một tiếng, ánh mắt trợn tròn, miệng khẽ nhếch. Tại sao lại kinh sợ như vậy? dịp thanh dương nhíu mày tiến lên ông vai cô hỏi em có nghe qua tên tiểu cửu này sao vừa rồi ở trên đường có đường hỏi đường em sau đó liền nghe thấy người ở trên xe có đồ đạc gì dụng vào cửa xe em chỉ tò mò nhìn vào trong cửa xe người kia liền hung dữ trợn mắt nhìn em sau đó nhìn vào cô gái trong xe nói tiểu cửu cô đừng có bướng bỉnh em còn tưởng rằng cô gái kia là em gái hay là gì đó của hắn chứ cô nhìn thấy chiếc xe đó ở đâu Cố thừa hiên nghe xong có chút kích động, trong đôi mắt lóe lên chút ánh sáng. Từ con đường lớn đi về hướng kia. Diệp oanh khê dựa vào vào diệp thanh dương, cẩn thận suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm, người kia lái trên một chiếc buốt màu xăm banh, biển số thì em không nhớ được. Cảm ơn. Cố thừa hiên nghe xong, cảm ơn một tiếng đơn giản, liền chạy đi về phía trước. Chương 55, chạy. Ninh mông, cô không nên ép tôi tần mặt gần như thét lên, ánh mắt trở nên dữ tợn nhìn ninh mông. Ninh mông cục mắt xuống, hai tay run rẩy. Cô cười khẽ, cô biết, thái độ của hắn bây giờ không phải là tức giận mà là sợ hãi. Tần mặt chưa bao giờ tức giận đến mức phát trung như vậy. Tôi không có ép anh. Ninh mông cũng trống lên. Tôi biết anh trước kia đã có suy nghĩ này, khi đó anh có ba tụng làm chỗ dựa, cho nên anh không kiên nể ai, anh đem tôi nhốt ở đây, cho rằng như vậy là có thể chống đối cố thừa hiên hiện tại anh đã bị ba tụng bỏ lại anh bắt đầu hoãn đúng vậy không anh muốn bỏ tôi lại để một mình chạy trốn nhưng lại sợ sau khi cố thừa hiên tìm được tôi sẽ không bỏ qua cho anh cho nên anh đành phải mang theo tôi ít nhất tôi có thể làm con tin cho anh khi cố thừa hiên tìm được chúng ta nhưng hiện giờ anh cũng không biết nên mang tôi đến nơi nào tôi nói đúng hay không Tần mặt thất bại cúi đầu, không phản bác, bởi vì tất cả ninh mông đều nói đúng. Tâm trạng của hắn bây giờ đúng là đang hoảng sợ, hắn yếu đuối, hắn vô lực, hắn hận chết tâm trạng của mình bây giờ. Không phải mọi người đều nói con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, nhưng tại sao chính bản thân mình bị ép đến tình trạng này vẫn không quyết tâm được? Đã mấy đêm rồi hắn nằm trê giường lăn lộn qua lại không ngủ được, bởi vì hắn biết, hắn đã không còn đường lui anh có biết anh cùng cố thừa hiên có điểm gì khác nhau không? Ninh mông cẩn thận duỗi tay chân, dần dần dựa vào cửa xe. Nếu như cố gia xảy ra tầng gia thì cố thừa hiên sẽ tuyệt đối không trốn tránh giống anh, cũng tuyệt đối không nghĩ đến cách trả thù giống anh. Cố thừa hiên sẽ hiên ngang ưỡn ngực, dùng hành động thực tế để nói cho mọi người biết anh, cố thừa hiên không còn gia đình làm chỗ dựa vẫn có thể đường đường chính chính tiến lên. Cô nói tôi nên làm sao đây bây giờ? Chị của tôi vẫn còn đang ở bệnh viện tâm thần, suốt ngày kêu gào, than khóc. Mẹ của tôi thì chết không nhắm mắt, trước khi chết còn nắm chặt tay tôi nói tôi nhất định phải trả thù. Ba tôi ở trong tù thì suốt ngày nói hiện giờ ông sống không bằng chết. Tôi năm nay đã gần 30 tuổi, cô nói tôi phải làm sao bây giờ? Tần mặt giận như điên đứng dậy, tay cầm dao vung loạn xạ. Anh nghĩ sau khi anh trả thù chúng tôi thì anh có thể sống tốt hơn? tần mặt anh nghĩ hại chúng tôi thì những đau khổ của anh có thể biến mất sao? Ninh mông tiếp tục dựa vào cửa xe. Anh cho rằng tất cả những khổ sở của anh đều do chúng tôi gây ra, nhưng anh có từng suy nghĩ tất cả những chuyện này tại sao xảy ra hay không? Ba của anh vì sao bị ngồi tù? Nếu bác ấy không có tham ô, không nhận hối lộ thì làm sao mà bị điều tra, làm sao mà bị bắt ngồi tù? Còn chị của anh Tần Vũ Linh, chị ấy tại sao mà nổi điên? nếu không phải chị ấy vì ghen tức che mờ mắt, đi vu oan cho ba của tôi, thì làm sao bị bắt? Tần mặt, anh có từng nghĩ gia đình các người xảy ra chuyện này là do ông trời trả báo, là các người gieo gió phải gặt bão? Ninh mông vừa dứt lời, liền mở cửa xe, thừa dịp tần mặt còn chưa phản ứng kịp đã nhảy xuống xe, liều mạng chạy hướng ngược lại. Cố thừa hiên chạy ra khỏi rừng, không kịp nói tỉ mỉ, vương tay kéo nham nạp ra khỏi xe. Diệp Thanh Dương nắm tay Diệp Oanh Khê đuổi theo rất nhanh, Diệp Thanh Dương đè tay lái lại, nói, đi về trước. Không được. Cố thừa hiên nhìn cùng không thèm nhìn, chuẩn bị lái xe rời đi, tôi không chờ được nữa. Anh biết hai người bọn họ đi đâu sao? Diệp Thanh Dương hỏi lại. Đi về trước, sau đó tìm băng ghi hình giao thông xem, Oanh Khê đã thấy chiếc xe kia, nói không chừng sẽ nhận ra. Cố thừa hiên trầm mặt, anh thừa nhận, anh đã quá nóng nảy, vội vàng mở cửa để nham nạp và dịp oanh khê lên xe. Mọi người trở lại nhà nham nạp, Ninh Trí Ngôn nghe xong ý tưởng của Diệp Thanh Dương, không nói hai lời cầm lấy điện thoại gọi cho Ninh Trí Văn. Ninh Trí Ngôn là thương nhân, chuyện trên thương trường thì ông biết rành, nhưng đây là những chuyện xảy ra trên quan trường không thể nào biết rõ bằng Ninh Trí Văn được. Cố Thừa Hiên thấy Ninh Trí Ngôn gọi điện thoại, cũng lấy điện thoại ra gọi cho Cố Trường Tân, kể lại mọi chuyện cho Cố Trường Tân nghe nhờ Cố Trường Tân liên hệ với người bên này. Diệp Hương, con gái của Nham Nạp đi đến trước mặt Cố Thừa Hiên đưa ra một cái túi, Ninh Thúc Thúc nói cái này là của chị Tiểu Cửu. Cố Thừa Hiên cầm lấy cái túi, đem đồ trong túi đổ ra, trong túi là một đống hóa đơn, anh im lặng mà mỉm cười. Anh nhớ thói quen của Ninh Mông mỗi lần khi đi siêu thị mua đồ mỗi lần nhận hóa đơn liền tùy tiện nhét vào túi, Chờ đến khi nào trong túi đầy hóa đơn mới bắt đầu xếp xếp từng hóa đơn, nói là bắt đầu tính toán xem anh đã nợ cô bao nhiêu tiền. Diệp Oanh Khê thấy Cố Thừa Hiên trầm mặt cúi đầu, chuyên chú xếp lại từng tờ hóa đơn. Ninh Trí Ngôn có chút phiền lòng, muốn nói gì lại thôi. Diệp Oanh Khê liền đem di động đưa đến trước mặt Ninh Trí Ngôn, Ninh thúc thúc, chú mở hình tiểu cửu cho cháu xem đi. Chắc là dễ thương lắm. Diệp Thanh Dương biết Diệp Oanh Khê muốn làm dịu đi tình hình hiện tại, cũng không có ý định ngăn cản, lấy khuỷu tay huých huých Cố Thừa Hiên, ý bảo Cố Thừa Hiên đi ra ngoài nói chuyện. Cố Thừa Hiên đem hóa đơn trên bàn dọn dẹp lại mới đứng dậy đi theo Diệp Thanh Dương ra ngoài. Oanh Khê chính là muốn dịu đi không khí khẩn trương, cậu không nên trách. Diệp Thanh Dương lấy bao thuốc lá trong túi ra, lấy một điếu, lại đem hộp thuốc cùng bật lửa đưa qua Cố Thừa Hiên. Cố Thừa Hiên rất ít khi hút thuốc nhưng trong lòng thật sự phiền não muốn tìm cách phát tiết một chút đàn ông muốn phát tiết để bình ổn tâm trạng thì có ba dạng thứ nhất là thuốc lá hai là rượu ba là đàn bà cố thừa hiên cầm bao thuốc lá rút ra một điếu châm lửa tôi biết lần này thực xin lỗi chuyện này không liên quan đến anh không có anh thì tầng mặt cũng sẽ kiếm cách để trả thù chúng tôi chuyện của anh chỉ là trùng hợp thôi cậu có nghĩ đến nếu không tìm ra thì sao không không có cố thừa hiên vừa nhả khỏi vừa nhíu mày cách vài giây lại vô lực mà nở nụ cười mỗi khi cô ấy khóc tôi rất đau lòng nên lần nào cô ấy khóc tôi cũng kiên trì mà dỗ dành có lúc cảm thấy cô ấy quá trẻ con không hiểu chuyện nhưng giờ khi cô ấy lâm vào cảnh sinh tử thì tôi lại cảm thấy rất lo lắng tâm trạng của tôi giờ rất là rối loạn dịp thanh dương ở bên cạnh không bình luận cố thừa hiên tiếp tục nhã khói nói nếu cô ấy không trở về thì tôi tôi nghĩ sẽ ở lại đây để chăm sóc cô ấy yêu một người quả thật rất mệt mỏi tôi không cần gì cả tôi chỉ cần một mình cô ấy thôi dịp thanh dương vỗ vỗ vai cố thừa hiên nói mặc kệ nói như thế nào tôi nhất định sẽ giúp anh đem vợ trở về anh đã cứu tôi một mạng bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giúp anh tuy biết rằng cố thừa hiên vì nhận nhiệm vụ mới đến đây để cứu mình nhưng trong lòng mình diệp thanh dương vẫn xem cố thừa hiên như ân nhân cứu mạng lúc hai người trong căn nhà gỗ đối mặt với bọn buôn bán ma túy anh luôn tự nói với chính bản thân anh thiếu cố thừa hiên một mạng không quan trọng cố thừa hiên đáp anh không cần nghĩ nghiêm trọng như vậy bạn gái của anh nhìn rất giống tiểu cửu diệp thanh dương đầu tiên là cười sau đó lại lắc lắc đầu phiền toái ha ha anh hiện tại lén nói xấu cô ấy Cố Thừa Hiên đánh vai Diệp Thanh Dương một cái, cười cười nói, chờ đến khi tôi đem được tiểu cửu về sẽ giới thiệu với anh. Tần mặt nhìn Ninh Mông trốn xuống xe, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại. Từ đầu thăm dò ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy như điên. Hắn thấp giọng mắng một câu, kéo cửa xe, đuổi theo. Ninh Mông quay đầu nhìn lại thấy Tần mặt đang đuổi theo trong lòng cô rất hoảng sợ, càng ra sức chạy. Trên chân đang mang một đôi giày cao gót, để dễ dàng chạy cu sáu đã quyết định cởi giày quăng lại, liều mạng chạy chân trần trên đất, hy vọng có thể gặp người qua đường cầu cứu. Tần mặt tức giận, ở phía sau vừa đuổi theo vừa kêu lớn tên cô. Bởi vì đang ở giữa trưa nên trên đường không có một bóng người, Ninh Mông càng chạy càng nản, lại càng sợ bị tần mặt bắt lại càng ra sức chạy nhanh hơn. Chạy một đoạn đường dài, mới thấy một đám con nít đang chơi, một đứa trẻ thấy hai tay cô Giang bị dây thừng trói còn đang chảy máu thì ánh mắt sợ hãi cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn đám con nít ấy kêu lớn, nhanh đi báo công an. Nhanh lên. Cứu mạng. Đứa bé đứng ngơ ngác không có phản ứng gì. Tần mặt càng đuổi càng tiến đến gần, Ninh Mông không dám ngừng lại, chịu đựng vết thương trên tay đau nhức, tiếp tục chạy. Trên đường có nhiều đá làm lòng bàn chân cô đau nhức, nước mắt cô chảy ra, nhưng vẫn cố hết sức chạy. Lúc này trong đầu Ninh Mông chỉ có một chữ chạy. Cô hiểu được, nếu bị tần mặt bắt lại thì sẽ có hậu quả gì, trước mắt không có biện pháp gì, nếu chạy thoát sẽ có một cơ hội sống. Chương 56, Được cứu sống Một cô gái cho dù chạy trốn như thế nào, về phương diện thể lực thì chung quy đều không thể bằng một người đàn ông. Ninh mông quay đầu lại liếc nhìn tần mặt, khoảng cách giữa hai người càng được kéo gần. Ninh mông gấp đến mức muốn chảy nước mắt, lại quay đầu nhìn một lần nữa, từng cánh rừng từng cánh rừng, không có một ngôi nhà nào, nhưng cô vừa để ý thấy vừa rồi có một đám trẻ con chạy vào trong rừng, cô nghĩ có lẽ bên kia cánh rừng nhất định là có người. Vì thế, không chút do dự, chui vào rừng cây. Tần mặt đuổi theo phía sau, nhìn thấy dáng vẻ lão đảo của Ninh Mông sau bụi cây, biết rằng thể lực của cô đã bắt đầu tiêu hao. Ninh Mông, cô nên để dành sức lực đi, theo tôi quay về, đừng để tôi bắt được cô, đến lúc đó thì khó mà nói trước được. Hắn ta nhìn chung quanh không thấy có người qua đường nào, tiền gạo to lên. Nói thật là dễ nghe. Ninh Mông không dám quay đầu lại, vừa chạy vừa thở phì phò nói, rốt cuộc là anh muốn bắt tôi quay về để làm gì? Rốt cuộc là anh muốn cái gì? Anh liều chết bắt lấy tôi, rốt cuộc là anh được cái gì? Tuy cô chỉ thuận miệng nói thế, nhưng tần mặt lại ngẩn ngơ đứng đó. Đúng vậy, rốt cuộc là mình muốn cái gì? Báo thù. Bắt cô ta quay trở về để trả thù bức cô ta đến điên, giống như chị sao? Hay là giết cô ta, giống như mẹ mình đã vĩnh viễn được an táng dưới mặt đất, để cuối cùng hóa thành đất vàng sao? Nhưng sau đó thì sao? Bản thân mình phải làm sao? Đột nhiên lúc này tần mặt lại không thể giải quyết vấn đề, bộ dạng như thế này của mình đã bao lâu? Giống như một cái xác không hồn trên thế giới này, đã từng có những ước muốn trào dân, lại bị hắn ta bóp chết giữa sự cừu hận. Thế giới của hắn, đã không còn tình cảm mãnh liệt mỗi ngày sống đều trôi qua như đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây mặt trời hạ xuống nhắm mắt lại đang trong giấc ngủ lại bị những ý nghĩa thù hận hành hạ sau đó mở mắt ra lại bắt đầu lắng nghe những lời cằn nhằn của ông già ở nhà ninh mông nhìn thấy rõ ràng cơ thể tầng mặt bắt đầu chậm dần trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám lười biếng vẫn như cũ cắm đầu cắm cổ mà chạy cố thừa hiên ngồi ở nhà nham nạp chờ cố trường tân liên lạc với người của mình từng đợt khói cứ nối tiếp nhau. Diệp Oanh Khê vốn không phải là một người trầm tính, nhưng lại bị không khí áp lực như vậy khiến cho đứng ngồi không yên, sau khi được Ninh Trí Ngôn cho phép, bắt đầu ngồi chơi trò chơi giết thời gian, chơi đùa chán rồi lại xem hình và video clip của Ninh Mông trong điện thoại. Vào buổi chiều, Diệp Hương bị ba mẹ bắt ở trong nhà, không thể ra ngoài chơi cùng các bạn, lúc này lại có chút trầu rỉ không vui. Thấy trong nhà cũng có chuyện không vui, liền kêu gọi các bạn đến nhà mình chơi bởi vì xung quanh đều là những đứa trẻ, nhằm nạp cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng cũng không biết nói gì hơn. Mấy đứa trẻ ở bên cạnh ngồi cãi nhau ầm ĩ, không biết như thế nào, liền nhìn thấy di động trong tay Diệp Oanh Khê, tò mò liếc nhìn, kinh ngạc mà kêu lên, cái chị này giống như cái chị mà chúng mình đã thấy buổi chiều đó. Cố thừa hiên nghe xong, không để ý điếu thuốc lá vừa mới đốt trong tay, trực tiếp dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn. Diệp Oanh Khê không kịp phản ứng, em gặp khi nào hả em có biết tên chị ấy là gì không hả chị biết chị ấy à diệp thanh dương bất đắc dĩ nhíu nhíu mày đi tới ông lấy cô gái vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô một cái mang theo giọng điệu sủng nịnh nói kêu to cái gì chứ đã hơn hai mươi tuổi rồi mà em cho rằng em còn nhỏ lắm sao cố thừa hiên kéo đứa bé kia qua sau khi hỏi tỉ mỉ cũng không chờ người của cục thông tin đến trước tiên để cho hai đứa bé đi theo anh đến nơi đã nhìn thấy ninh mông. Diệp Thanh Dương sau khi nhỏ giọng dặn dò Diệp Oanh Khê vài câu, cũng đi theo. Một đứa bé đi đường vốn rất chậm, Cố Thừa Hiên cũng có chút lo lắng, cuối cùng bế đứa bé lên, ôm vào trong ngực, đi theo chỉ dẫn của đứa bé. Tần mặt nhìn về phía bóng lưng ninh mông mà cười khổ, cho dù hoang mang thì còn có thể như thế nào chứ? Thân xác này của mình đã bị nọc độc thù hận ghim vào rất sâu, đã sớm ăn mất đi sự thành thật đã trở thành người xấu, khi gặp ánh sáng cũng không dám mở mắt nhìn, bởi vì sống trong bóng tối đã lâu, sợ rằng khi mở mắt ra sẽ bị ánh sáng làm tổn thương. Ninh Mông quay đầu lại nhìn thấy tận mặt bắt đầu bước nhanh hơn, mà bản thân mình cũng không thể chạy nổi nữa rồi, càng thêm sợ hãi, liền không chú ý té nhào vào trong bụi cỏ. Ninh Mông vùng vẫy muốn đứng lên, sức lực là tiêu hao gần hết, cô bị té ngã hai lần, nhưng không còn chút sức lực nào. Tần mặt khẽ nhếch môi muốn chạy lại tóm lấy cô, trong lòng cô hoảng loạn, một tay chống bên người, càng không ngừng lùi về sau, hai chân cũng không ngừng chà trên mặt đất, hy vọng cơ thể mình có thể tránh xa hắn ta một chút, cho dù chỉ là một cm. Tần mặt nhìn cô gái đang hoảng hốt lo sợ trước mặt mình, không biết như thế nào lại nhớ tới chuyện 10 năm về trước. Lúc đó, cô chỉ mới hơn 10 tuổi bởi vì bị điểm kém trong bài kiểm tra, không dám đem phiếu điểm về nhà, một mình núp phía sau bồn hoa lớn mà ký tên của mình lên trên. Hắn làm bài tập đứng ở phía cửa sổ hẻo lánh, phát hiện cô đang ký tên lên phiếu điểm của mình. Hắn xem dáng vẻ cô như một tên trộm, muốn trêu đùa cô một chút, liền hét lên một tiếng tiểu cửu. Cô sợ đến mức quay đầu nhìn xung quanh, hắn đứng ở bên cửa sổ chống nạnh cười to. Lúc đó, trong mắt cô là sự hoảng sợ giống như lúc này. Ninh mông càng không ngừng lui về sau, bỗng nhiên, cô nhìn thấy một đồ vật hình tròn phía sau tầng mặt cô hít sâu một hơi sâu ánh mắt không để lại chút dấu vết nào nhìn thấy tầng mặt càng tiến lại gần anh đừng nhúc nhích tôi sẽ trở về với anh nhưng trước tiên anh phải đáp ứng một điều kiện nói đi rõ ràng tầng mặt không ngờ rằng cô sẽ nói như thế thật sự ngoan ngoãn mà đứng yên đó quần áo phía sau của tôi bị rách tôi đi về phía trước một bước anh lui về phía sau một bước đợi đến khi tôi tháo ra vài thứ anh đưa áo khoác của anh cho tôi được vì vậy ninh mông ngồi ở dưới đất hướng về phía tầng mặt kêu đi tầng mặt cũng nghe theo giao ướt lùi về phía sau một bước mãi đến khi đến bước thứ ba tầng mặt lui về phía sau hình như là đã dẫm lên thứ gì đó theo quán tính muốn đứng vững đồng thời quay đầu lại nhìn nhưng lại có cảm giác ở cẳng chân có vật gì bén nhọn rất đau đớn ninh mông nhìn thấy thế nhanh chóng bò từ trên mặt đất đứng lên thất tha thất thiểu xoay người bỏ chạy tần mặt liếc nhìn cái đầu rắn nhỏ hình tam giác, răng nọc đang khảm vào trong da hắn. Hắn học y, đương nhiên biết ý nghĩa của việc này, không dám lộn xộn, cũng không biết làm cách nào để rút răng nọc ra khỏi đùi của hắn. Cố thừa hiên nghe đứa bé nói ninh mông chạy vào bên trong khu rừng kia, liền đưa người cho Diệp Thanh Dương, nhanh chóng chạy vào. Sau khi chạy vào bên trong khu rừng, tìm kiếm mọi nơi, khi đang sốt ruột vào đầu bức tóc, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có vết máu, vô cùng nhạt, mà hình dạng cũng không đầy đủ cho dù như vậy nhưng anh cũng nhận ra đó là một dấu chân trong lòng cố thừa hiên chưa bao giờ phức tạp giống như bây giờ có chút vui sướng rốt cuộc cũng tìm thấy chút manh mối về cô nhưng lại vô cùng lo lắng tại sao lại có vết máu cô bị thương sao không kịp suy nghĩ anh lần theo vết máu liền nhìn thấy ở xa xa tầng mặt đang ngồi trên mặt đất tầm mắt anh lướt qua trực tiếp dừng lại trên bóng lưng vừa té ngã ở phía trước trong một giây, anh mừng rỡ như điên, lại một giây tiếp theo, lại có cảm giác mất là lại được trào dân trong lòng ngực. Tiểu cửu Một tiếng này, cố thừa hiên thật khó khăn để thốt lên, giống như mọi chuyện đều không chân thật. Thân thể ninh mông đột nhiên cứng đờ, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống, nhưng lại một mực không dám quay đầu, sợ đó chỉ là ảo giác, sợ rằng khi quay đầu lại thì tất cả sẽ biến mất. Tiểu cửu, trước tiên em đứng yên đó đừng cử động anh nhìn thấy một con rắn đang quấn trên đùi tầng mặt, mặt khác lại cẩn thận vòng qua. Cô vẫn đứng ở đó với cơ thể cứng đờ, cảm giác được phía sau có người áp sát, đột nhiên, hơi thở quen thuộc vây quanh, một đôi tay ấm áp vòng quanh eo cô, thật lâu sau, anh mới thở dài một tiếng, em làm anh sợ muốn chết, em có biết hay không, có biết hay không. Vào giờ phút này tất cả những uất ức đều trào ra, cô đưa thân thể mềm mại của mình dựa vào trong vòng ngực của anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói cố thừa hiên em cũng sắp bị hù đến chết rồi bây giờ không có việc gì có anh ở đây không có việc gì rồi anh chuyển thân thể của cô về trước vào giây phút nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô anh mới thở phào nhẹ nhõm được rồi bây giờ cô cũng đã ở trước mặt mình rồi đau quá nha hai bàn tay ninh mông ôm lấy thắt lưng anh mà bắt đầu khóc lóc kể lể chân của em cũng đã sớm hỏng mất rồi chảy rất nhiều máu trong lòng cố thừa hiên đau đớn vô cùng, càng không ngừng dỗ dành cô, ông chặt lấy cô, quay trở về đường lớn. Có thể vì quá phấn khích, hoặc giả là quá mức yêu thương cô, anh đã hoàn toàn bỏ quên một người. Lúc đi ngang qua tầng mặt, anh mới nhớ tới hắn ta, trong phút chốc, sự giận dữ choáng hết của đôi mắt anh. Anh cẩn thận đặt cô ở một bên, đi qua từ trên cào nhìn xuống tầng mặt đang ngã ngồi trên mặt đất. Tầm mắt dừng lại ở con rắn đang cuốn trên chân hắn, sau đó, thò tay, nắm lấy con rắn dài bảy tấc, hơi dùng sức, con rắn kia vặn vẹo dữ dội vài cái, cuối cùng cơ thể rũ xuống. Dường như anh vẫn chưa yên lòng, lấy một thanh đao từ bên hông ra, đem con rắn bảy tấc đóng lên trên thân cây. Tần mặt có chút kinh ngạc nhìn động tác liên tiếp của anh, khi anh đã xử lý con rắn xong liền quay đầu nhìn chầm chầm vào hắn, hắn mơ giật mình rõ ràng là chuyện gì, cơ thể nhỏ bé co rúng lại, nhưng không hề tránh ra. Đôi mắt cố thừa hiên trầm xuống, cởi áo khoác ném qua một bên thả lỏng chân tay quả đấm trực tiếp hạ xuống anh vốn xuất thân từ bộ đội đặc chủng lúc này lại ra tay vô cùng ngoan độc túm lấy áo tầng mặt đánh vào đầu của hắn mấy quyền khi hắn bị đánh cho mắt nổ đom đóm anh lại đứng lên dùng chân mạnh mẽ đá vào phần eo của hắn ta tầng mặt đau đến nghiêng người muốn tránh thoát ủng quân nhân của anh anh lại đá vào trong ngực ninh mông đứng ở một bên nhìn trong lòng vô cùng sảng khoái nghĩ đến việc có chồng là một bộ đội đặc chủng thật tốt biết bao. Tần mặt đau khổ lăn qua lăn lại trên mặt đất, cố thừa hiên lại tung thêm một cước, đá vào xương bả vai của hắn, mày dám bắt cóc cô ấy. Tội bắt cóc này cũng khiến mày chịu đủ, càng không phải nói đến chuyện liên quan đến đám ba tụng kia. Nói xong, liền nhặt áo khoác choàng lên người ninh mông, ông người lên. Ninh mông ngoan ngoãn vùi đầu vào vai anh, để mặc cho anh ông mình rời khỏi nơi này. Rất đau sao? ừ, đau muốn chết luôn. Trước tiên nhịn một chút, chờ một lúc trở về anh sẽ bôi thuốc. Ừm. Khi hai người đi ngang qua tầng mặt, không biết từ đâu mà hắn vẫn còn chút sức lực, gắt gao nắm lấy ống quần cố thừa hiên, từ hàm răng nói ra hai chữ, cứu tôi. Chương 57, quan tâm đến em. Cố thừa hiên ông ninh mông, không nói lời nào đi về phía trước. Tầng mặt chỉ cảm thấy vết thương trên đùi rất đau, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, phía bên hông thì đau đớn truyền đến, giống như mỗi một đốt xương trên thân thể đều bị bẻ gãy hết. Diệp Thanh Dương trong tay bế đứa bé đuổi theo thấy cảnh này, nhìn Cố Thừa Hiên hỏi, hai người muốn xử lý hắn ra sao cũng được, tôi sẽ xem như không thấy gì hết. Nên làm cái gì thì bây giờ nên làm thế ấy thôi. Cố Thừa Hiên gật đầu đáp lại nói. Ninh mông nằm trong lòng Cố Thừa Hiên liếc nhìn về phía tầng mặt, thấy tầng mặt nằm cùng mình trên mặt đất, môi đã trở nên tím tái, thống khổ trên rỉ, phát ra những tiếng đức quảng cứu tôi cầu xin hai người tôi thực xin lỗi tôi không muốn chết diệp thanh dương lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại báo tin cho diệp oanh khê biết ninh mông lại lên tiếng cản lại đôi tay mềm yếu của ninh mông nhẹ nhàng kéo cổ áo cố thừa hiên nhỏ giọng mà nói em nghĩ ta nên cứu hắn đi tội của hắn thì để cho pháp luật định đoạt hiện tại tần gia cũng chỉ còn lại một mình hắn nếu hắn chết thì tần vũ linh sẽ làm thế nào còn ba của hắn ở trong tù nữa trong lòng cố thừa hiên hận không thể lóc từng miếng thịt của tần mặt xuống nhưng thân là quân nhân cố thừa hiên hiểu nên đặt lý trí lên trên tình cảm tội của tần mặt không đáng chết nhưng khi nghe ninh mong cầu xin tha mạng cho tần mặt thì trong lòng cảm thấy không thoải mái mà thôi em xác định muốn tha cho hắn dạ ninh mong gật gật đầu nhíu mày nhìn về phía tần mặt dù sao cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Cố Thừa Hiên nhìn Diệp Thanh Dương gật gật đầu, Diệp Thanh Dương liền hiểu được ý tứ của Cố Thừa Hiên. Diệp Thanh Dương đem đứa bé đặt xuống, dặn dò không được chạy loạn khắp nơi. Chính mình lấy ra một cây dao nhỏ, đem ống quần tận mặt xé làm đôi, tiếp theo lấy trong túi ra bật lửa, hơ hơ cây dao trên ngọn lửa một lát, rồi nhìn tận mặt nói, sẽ đau một chút, nếu muốn sống thì phải cố chịu đựng nói xong liền dùng dao rạch xuống một đường ở vết thương trắng cắn áp môi hút máu độc phun ra ngoài đứa bé đứng ở kế bên hai mắt ngạc nhiên mở to dịp thanh dương sau khi hút hết máu độc dùng tầng mặt thì quay sang vỗ vỗ đầu đứa bé không thèm nhìn tầng mặt một cái đã bế đứa bé đi về nhà nham nạp ở nhà nham nạp ninh trí ngôn sốt ruột đi qua đi lại khi vừa thấy cố thừa hiên bế ninh mông về liền chạy đến thấy vết thương trên chân ninh mông thì cảm thấy rất đau lòng và tức giận các loại cảm xúc đều xuất hiện ninh trí ngôn muốn giúp một tay lại phát hiện ra tâm trạng của mình hiện giờ căn bản không thể giúp gì chỉ có thể bất an xoa xoa hai tay đi theo cố thừa hiên và ninh mông vào phòng cố thừa hiên ẩm ninh mông vào phòng nhẹ nhàng đặt ở trên giường dịp oanh khê tiến đến muốn nhìn rõ ninh mông ninh mông nhìn thấy dịp oanh khê hai mắt chớp chớp đầy vẻ tò mò nhìn mình cô liền mở miệng cười với dịp oanh khê một cái nhưng dịp oanh khê giống như bị uống thuốc kích thích ngay ngô cười nhảy lên nhảy xuống còn không ngừng vỗ vai cố thừa hiên nói cố thừa hiên vợ của anh tiểu cửu trông thật xinh đẹp nhìn rất dịu dàng a à. diệp thanh dương đi vào sau nhìn thấy những hành động trẻ con bạn gái mình thì thấy có chút đau đầu kéo diệp oanh khê ra khỏi phòng tiểu cửu hiện giờ cần phải nghỉ ngơi em lại ở đây ồn ào cái gì chứ những điều anh dạy em hình như em không nhớ cái gì hết diệp oanh khê sợ nhất là nghe diệp thanh dương thuyết giáo vừa nghe diệp thanh dương chuẩn bị răng dậy liền lập tức tỏ vẻ hối lỗi, tay vò vò tóc, ngượng ngùng nói, xin lỗi em quên mất. Rồi quay sang nhìn Ninh Mông nói, vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe, tôi đi ra ngoài đây. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ gõ gõ đầu Diệp Oanh Khê, nắm tay cô đi ra khỏi phòng. Ngoài vết thương trên chân thì em còn bị thương ở đâu nữa không? Cố Thừa Hiên vừa đắp chăn cho Ninh Mông vừa thấp giọng hỏi. Còn có trên tay Ninh Mông biểu môi, hai mắt trừng rừng giơ hai tay lên cho Cố Thừa Hiên xem, rồi quay sang Ninh Trí Ngôn làm nũng, chú, cháu đói quá, đã lâu rồi không được ăn no. Chú đi mua cho cháu đồ ăn nha. Ninh Trí Ngôn lắc đầu thở dài nói, tiểu bảo bối. Cháu ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi một lát, bây giờ chú ra ngoài tìm mua thức ăn ngon cho cháu ăn. Nham nạp thấy vậy liền nói là sẽ đi tìm thảo dược để đắp lên vết thương cho Ninh Mông để đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng trẻ. Cố thừa hiên ninh mông nhắm mắt đợi một hồi lâu cũng không thấy cố thừa hiên có động tác gì đành phải lên tiếng gọi anh trước làm sao vậy cố thừa hiên đi lại đem ninh mông và chăn ông vào trong lòng đưa ly nước tới bên miệng ninh mông em uống nước trước đi ninh mông uống mấy ngụm nước sau đó thì giọng đầy thân thể cố thừa hiên vương tay đem ly nước đặt trên bàn vỗ má ninh mông hỏi vẫn cảm thấy không thoải mái sao đúng là một khúc gỗ không hiểu phong tình em không quấn chăn nữa nóng chỗ nào nóng không được nghe lời đắp lên em không muốn ninh mông hơi hơi nghiêng đầu nhìn cố thừa hiên mím môi cau mày lại xinh đẹp cười nói vậy anh ông em đi như vậy sẽ không cảm thấy nóng cũng không cảm thấy lạnh cố thừa hiên thở dài xúc chăn lên đem thân hình bé bỏng của ninh mông kéo vào lòng thân mật hôn lên tóc ninh mông nói cho anh biết lúc đó em có sợ lắm không sợ ninh mông nhắm mắt tựa vào lòng cố thừa hiên lấy ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực anh em sợ sẽ chết nhưng em lại không dám nói là mình sợ chết lúc nào cũng phải giả bộ thật lạnh nhạt không để ý đến sống chết thực xin lỗi cố thừa hiên vừa nghĩ đến cô mảnh mai như vậy lại bị một đám buôn bán thuốc phiện bắt làm con tin liền cảm thấy đau lòng sao lại xin lỗi em cô vuốt ve bàn tay của anh em không có trách anh Em hiểu mà việc này không liên quan đến anh, là anh không bảo vệ tốt cho em. Lúc trước khi chúng ta đám cưới, anh đã từng hứa với ông nội em là sẽ bảo vệ và chăm sóc em thật tốt. Anh ở đây nói hưu nói vượng gì vậy? Ninh Mông nóng nảy, không để ý lòng bàn tay đau đớn, chống tay đứng dậy. Anh ở chỗ nào không lo lắng tốt cho em? Em cảm thấy anh đối xử với em rất tốt. Mỗi ngày ở với anh em đều cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc nếu trong nhà có ai dám nói anh không đối xử tốt với em em sẽ giận không thèm nói chuyện với người đó cố thừa hiên thấy bộ dạng trẻ con của cô cảm thấy có chút buồn cười trong lòng cảm thấy rất ấm áp nói em kích động cái gì chứ nằm xuống nghỉ đi em không thích người khác nói xấu anh ninh mong lúc này mới ý thức được mình đang bị thương lòng bàn tay có chút đau liền ngoan ngoãn mà nằm vào trong lòng cố thừa hiên Cố thừa hiên sớm đã thành thói quen, lúc này không hỏi cô, chỉ đem bàn tay to của mình vuốt ve bụng của Ninh Mông. Đúng rồi, ngày đó dịch đại đội trưởng nói cho em biết, anh có viết cái gì đó. Anh viết cái gì vậy? Ninh Mông đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhớ đến việc này, liền mở mắt ra hỏi cố thừa hiên. Bọn anh mỗi khi có nhiệm vụ đều phải viết. Vậy anh viết cái gì vậy? Anh viết mật mã sổ tiết kiệm, còn có mật mã chi phiếu. À. Ninh mông đầu tiên cảm thấy không thể hiểu nổi, về sau xì, nở nụ cười, cố thừa hiên, anh lúc nào cũng thực tế vậy sao? Nham nạp cầm thảo dược tiến vào, đem thau nước đặt trên bàn. Cố thừa hiên lau sạch vết thương trên lòng bàn chân và lòng bàn tay của ninh mông, vừa lau vừa thổi để ninh mông bớt đau. Đúng lúc ninh trí ngôn mua đồ ăn vặt trở về, ninh mông rất nhanh dợi đi chú ý, hết sức chuyên chú ăn đồ ăn. Diệp Thanh Dương cũng vào phòng bàn chuyện ba tụng, tần mặt với cố thừa hiên. Diệp oanh khê theo bên cạnh, thấy trong lòng ninh mông là một túi đồ ăn vặt, liền tiến đến gần. Ninh mông thấy diệp oanh khê liền vui vẻ mới cô ăn chung, diệp oanh khê cũng không khách khí lập tức ngồi xuống với tay lấy túi khoai tây mở ra ăn. Mọi người đều gọi cô là tiểu cửu. Vậy tôi cũng gọi cô là tiểu cửu nha. Diệp oanh khê miệng đầy khoai tây, lúng búng nói. Được. Hắc hắc, tên tôi là Diệp Oanh Khê, cô cứ gọi tôi là dòng suối nhỏ đi được ninh mong ăn một miếng mứt táo cẩn thận đánh giá diệt oanh khê nói cô nhìn rất giống một người trần đạp tuyết cô làm sao mà biết nhiều người cũng nói tôi nhìn rất giống cô ta nói đôi mắt cái mũi đặc biệt rất giống nhưng mà tôi không cảm thấy như vậy tôi cảm thấy tôi đẹp hơn cô ta rất nhiều ha ha dòng suối nhỏ cô rất đáng yêu Ninh mông dùng cánh tay bị ban bó giống như cái bánh ú mà huýt huýt tay Diệp Oanh Khê. Cô cũng đáng yêu, Diệp Oanh Khê cũng không chịu thua nhéo lại Ninh mông một cái. Bên kia Diệp Thanh Dương và Cố Thừa Hiên thấy cảnh này liền nhíu mày, sau đó đều nhất trí đứng dậy kéo người mình yêu vào lòng. Diệp Thanh Dương lấy túi khoai tây trong tay Diệp Oanh Khê, ngăn không cho Diệp Oanh Khê dãy dụa, nhìn Ninh mông hỏi, Cố Phu Nhân, lúc cô bị tận mặt bắt, có người nào đưa cho cô cái gì không? có người đưa cho tôi một cây dao nhỏ và một cái đồng hồ. Vậy những vật đó đâu rồi? Ninh mông chỉ chỉ tay có ý nói cố thừa hiên từ trong túi của cô lấy ra những vật đó. Diệp Thanh Dương cầm lấy, lật qua lật lại nhìn, càng xem càng nhíu mày. Có vấn đề gì sao? Cố thừa hiên hỏi. Trần nhất thần chắc là đã bị bại lộ. Diệp Thanh Dương đứng dậy, kéo Diệp Oanh Khê đến trước mặt cố thừa hiên, Oanh Khê sẽ cùng mọi người trở về, tôi sẽ ở lại đây giải quyết chuyện của Trần Nhất Thần. Anh không quay về phục mệnh sao? Chúng tôi là đồng đội. Chỉ một câu nói, Cố Thừa Hiên liền hiểu ý của Diệp Thanh Dương. Đã là đồng đội, là chiến hữu với nhau sẽ không vì an toàn của mình mà bỏ mặt hay buông tay đồng đội của mình. Chương 58, Ghen Diệp Oanh Khê vừa nghe Diệp Thanh Dương nói muốn ở lại, đôi mắt phím hồng muốn kéo anh lại, Diệp Thanh Dương nắm tay cô đi ra ngoài ninh mông nhìn hai người rời khỏi chỗ có vẻ đăm chiêu nói thật sự là trần nhất thần và trần đạp tuyết đã cứu em rồi Từ, cố thừa hiên cẩn thận kiểm tra kiểm tra vết thương ở lòng bàn chân cô rậu rĩ lên tiếng đêm nay chúng ta quay lại thành phố n bây giờ anh đi bàn bạc với chú bảy một lát em ngoan ngoãn nghỉ ngơi trước đừng ăn đồ ăn vặt nữa đến lúc lại không ăn được bữa chính mấy ngày nay ninh mông đều trong trạng thái tập trung tinh thần cao độ ngủ muộn nhưng cũng không yên giấc thừa dịp này cũng muốn ngủ ngon một chút cô gật đầu đồng ý ngoan ngoãn chui vào ổ chăn an tâm nhắm mắt lại cố thừa hiên sau khi vén gốc chăn cho cô mới đi ra ngoài ninh trí ngôn và nham nạp đang đứng ở cửa thảo luận cái gì thấy cố thừa hiên đi ra ngoài nham nạp bảo là muốn đi chuẩn bị cơm chiều lại bị ninh trí ngôn ngăn cản chúng tôi vẫn nên về sớm một chút cơm chiều sẽ không ăn đâu ninh trí ngôn sau khi giải thích lại quay đầu nói với cố thừa hiên chuyện này đối với ông cụ ở nhà có phần đã kích có lẽ cũng sắp cháu tìm cơ hội giải thích cho tiểu cửu hiểu chỉ sợ đến lúc về đến nhà con bé lại không chịu nổi đôi mắt cố thừa hiên trầm lại ánh mắt dừng lại trên cánh cửa căn phòng mà ninh mông đang ngủ thâm trầm mà xa xôi vâng cháu hiểu rồi khi dịp oanh khê trở về cũng chỉ có một mình đôi mắt vừa đỏ vừa sưng sau khi vào nhà cũng chỉ ngồi một chỗ không nói lời nào cố thừa hiên nhìn cô một cái muốn an ủi một chút nhưng lại không biết nói như thế nào đang suy nghĩ liền nghe thấy cô nói dịp thanh dương bảo tôi chuyển lời cho anh lúc nãy có điện thoại nên anh ấy đã đi đến bệnh viện có lẽ tận mặt cũng đã được xe cứu thương đưa tới cố thừa hiên gật gật đầu đứng dậy muốn đi vào nhà đi được vài bước giường như nghĩ ra điều gì quay đầu nói đêm nay chúng ta trở về thành phố n cô cùng đi đến thành phố n với chúng tôi hay là đi đến nơi khác đi thành phố dê, nhà tôi ở đó. Vậy được, chúng tôi sẽ giúp cô đặt vé máy bay, đến lúc đó sẽ đưa cô đến sân bay. Sau khi vào phòng, Ninh Mông vẫn chưa tỉnh, ông chăn, hai chân lộ ra ngoài, kẹp chăn ở giữa mà ngủ say. Điên đan cờn. Công động tác cố thừa hiên nhẹ nhàng, vén tóc mái của cô lên. Thật sự, anh cũng không biết phải mở miệng nói với câu chuyện của ông cụ như thế nào, sau đám cưới đó là đề tài cấm kỵ giữa hai người. Mỗi khi hai người lỡ nói về chuyện này, tinh thần Ninh Mông sẽ cực kỳ sa sút, có vài lần thậm chí bắt đầu nhào vào lòng anh mà gào khóc. Khi cô khóc, anh có thể hiểu rõ sức nặng của ông cụ trong lòng cô như thế nào, nặng hơn so với Ninh Trí Văn và Cố Thừa Hiên cộng lại. Từ nhỏ đến lớn cô đều sống trong hạnh phúc, tham dự vào đó đều có ông cụ Ninh, thời gian hai mươi mấy năm, anh nghĩ cũng không muốn chống lại, cô yêu người nhà của mình, đó không phải là chuyện xấu. Đúng là có một lần khi cô dựa vào trong lòng anh nước mắt chảy dài mà nói nếu không có ông nội em em cũng sẽ không gả cho anh trong lòng cố thừa hiên đau nhói anh hiểu rõ cô không phải có ý đó chỉ là nói ra càng khiến anh phiền lòng một cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu có thể duy trì đến cuối cùng được bao lâu đáp án từ đầu đến cuối chỉ có một chính là anh anh không phải thần tiên anh không thể biết trước được tương lai anh không có quyền lực để có thể trói tương lai của cô vào với mình, trừ khi cô cam tâm tình nguyện. Đúng vậy, cô chưa từng cho anh một lời hứa hẹn nào, anh cũng chưa từng hỏi cô, cho dù anh vẫn canh cánh vấn đề này trong lòng. Ừm, có một con mũi đậu trên mặt ninh mông, sau khi rên rỉ hai tiếng, cô gãi gãi rồi tỉnh lại. Thấy cố thừa hiên đứng ở bên cạnh cửa sổ, một bàn tay đặt trên sông cửa, một bàn tay buông thõng xuống bên chân, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc cố thừa hiên nghe thấy âm thanh của cô quay đầu lại trong khoảng thời gian ngắn nhíu chặt chân mày khuôn mặt cô khổ sở má trái hồng hồng một đôi móng vuốt nho nhỏ vẫn ra sức mà gãi anh thở dài tắt điếu thuốc đi qua kéo tay cô xuống để anh xem đừng gãi nữa một lúc sau nó lại đỏ một mảng lớn ngứa cô vẫn chưa tỉnh ngủ vẫn mơ mơ màng màng dựa vào trong lòng anh anh nhẹ nhàng vuốt ve cái nút đỏ gồ ghề dịu dàng dỗ, nhìn một chút, lập tức sẽ không ngứa nữa. Cô ở trong lòng bất mãn cọ sát, lại nghe mùi thuốc lá nồng nặc, giơ tay chọc chọc vào trong ngực anh, hỏi, anh hút thuốc hả? Anh làm sao thế? Anh vốn muốn nhân cơ hội này để hỏi rõ ràng, cuối cùng vẫn lắc đầu, cũng không nói gì, không có việc gì. Còn muốn ngủ sao? Đêm nay chúng ta sẽ đi. Vậy thì không ngủ nữa, chứ không ở trên máy bay lại không có việc gì làm. Trước tiên, chúng ta đến mộ chú nhỏ xem thử chú ấy còn chưa gặp anh nha diễn đàn lê quý đôn ninh mong chóng vào trong ngực anh để kéo khoảng cách giữa hai người dòng suối nhỏ kia sẽ cùng đi với chúng ta sao còn tầng mặt phải làm sao bây giờ cô ấy sẽ trở về nhà của cô ấy ở thành phố dê cố thừa hiên kiên nhẫn nói rõ tình huống của diệp oanh khê cho cô nghe nhưng vừa nghe cô nhắc đến tầng mặt trong lòng liền không thoải mái vô cùng phiền muộn em nghĩ đến tầng mặt làm cái gì Ninh mông bị anh quát có chút sửng sốt, có chút ấm ức mà chép miệng, sau vài giây, mới phản ứng lại, khuôn mặt nở nụ cười, anh ghen. Khụ khụ. Cố thừa hiên có chút xấu hổ mà giả bộ ho khan, bắt đầu nói lãng sang chuyện khác, dậy đi, anh đưa em ra ngoài ăn chút gì, chỉ ăn đồ ăn vặt sao mà no được. Ninh mông si ngốc che miệng cười, gác chân lên, giọng nói mềm mại làm đúng nói, chân em như vậy làm sao mà đi được chứ. Cố Thừa Hiên vẫn cau mày như cũ, lấy tay kéo khuôn mặt cô ông vào trong ngực. Cô thuận thế ông chặt lấy cổ anh, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn dán chặt bên gáy anh, hơi ngẩng đầu, cắn một cái bên vành tai anh, em khẳng định là anh đang ghen. Ghen cái gì chứ? Cô thấy anh vẫn nhếch môi nhưng không nói lời nào, lại nhờ một ít gần vào trong lòng anh, em gọi anh là chồng, nhưng không gọi anh ta là chồng. Em chỉ hỏi một chút thôi, thông cảm cảm cho kẻ yếu mà. Từng vẫn là âm thanh rầu rĩ không quá vui mừng không nên tức giận nha cánh tay quàng trên cô anh nắm thật chặt kéo anh lại gần hơ ngẩng đầu lên gần như là dán vào môi anh mà nói trước kia là em thích anh ta đó là chuyện trước kia rồi nếu bây giờ em vẫn thích anh ta nhất định là đầu óc em có bệnh bị cửa kẹp bị lừa đá hiện tại là em toàn tâm toàn ý đứng bên cạnh anh anh mới là bầu trời của em chồng à thật sự là em rất yêu anh âm thanh cuối cùng sắp biến mất môi của cô chạm vào môi anh cô rất ít khi chủ động giống như bây giờ tự động vương lưỡi ra liếm lấy cánh môi anh thậm chí còn chủ động cậy mở cánh môi của anh ra cố thừa hiên nghe xong những lời của cô nhất thời vui mừng quên cả phản ứng anh cũng không biết ông trời lại chiếu cố anh như vậy một giây trước anh còn đang phiền não một giây sau cô đã nói ra những lời để trấn an những lo lắng của mình hứa hẹn quả nhiên là lời nói hữu hiệu nhất trong tình yêu. Anh cảm thấy vô cùng vui sướng, liều lĩnh ông lấy eo cô, mạnh mẽ giống như hận không thể khảm cô vào trong thân thể mình, anh rời khỏi môi cô, mặc cho mùi hương thanh nhã của cô đang nằm trong miệng anh, anh mút mùi đinh hương thơm ngát của cô. Ở phương diện này anh luôn cường chế, nụ hôn này rất dài, cô cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, khi anh buông ra cô vẫn thở hỗn hển. Tiểu cửu. Hứ anh có việc muốn nói với em trước tiên em ngồi cho nghiêm túc nào cố thừa hiên sờ sờ đầu cô nghiêm túc nói ừm anh nói đi tuy miệng cô đồng ý nhưng cơ thể không có bất kỳ một động tác nào anh bất đắc dĩ đành phải nâng vai cô dậy để cô ngồi xong chống lại ánh mắt thỏa mãn của cô nhưng vẻ mặt của mình lại ngẩn ra anh biết chuyện tiếp theo anh nói ra sẽ khiến cô bất mãn nhưng có những chuyện lại không thể không nói khi vừa mới gặp cô, anh luôn cảm thấy cô là một đứa bé được cả nhà cưng chiều lên tận trời, sau khi kết hôn, anh lại thấy được cô đã thay đổi, anh hiểu rõ cô muốn mình trưởng thành hơn. Chuyện này mà nói, có khả năng đó sẽ là một đả kích, nhưng đối với cô, đó là một lần có kinh nghiệm khi lớn dần, cho dù quá trình rất thống khổ. Vừa rồi chú Bảy có nói, em đối diện với chuyện này sẽ là một chuyện đả kích rất lớn. Ông nội rất có khả năng không chống đỡ nổi nữa trong nháy mắt thân thể ninh mông cứng đờ, chóp mũi hồng hồng, hốc mắt đỏ lên, cô cắn môi dưới, hé miệng, dường như rất nghẹn ngào, âm thanh ấp úng, giống như đang cố gắng kiềm chết điều gì. À, chúng ta nên nắm chắc thời gian quay về đi, anh có thể giúp em tìm một đôi giày không? Giày của em rớt ở trên đường rồi. Chân của em bị thương đi giày sẽ không tốt đâu. Tuy cố thừa hiên rất kinh ngạc về sự bình tĩnh của cô, nhưng thật ra anh biết giờ phút này cô cũng không ổn hơn chút nào, bởi vì đôi tay đang đặt trên chân cô đang run rẩy. Đi tìm cho em đôi giày. Cô cố chấp mà lặp đi lặp lại những lời này. Cố thừa hiên không lay chuyển được cô, cầm tay cô, em ngồi đây chờ anh, anh sẽ lập tức đi tìm. Ninh mông máy móc gật đầu, nhìn theo cố thừa hiên rời khỏi phòng, sau đó ngồi yên trên giường cầu nguyện. Cuối cùng thì ngày này vẫn đến sao? Từ ngày biết ông nội bị bệnh, cô hiểu rằng sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ tới chỉ là quãng thời gian trước rất ngọt ngào cho nên cô dần đã quên mất cô chưa bao giờ căm giận mối quan hệ giữa mình và cố thừa hiên giống như bây giờ bởi vì mình và anh ngày đêm chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào cô thân thiết với ông nội nhất nhưng vẫn để ông tiến về phía cửa tử chú bảy cháu đã nói với cô ấy cô kiên trì muốn tự mình đi cố thừa hiên mệt muốn chết khi nói những lời này vẫn cố gắng suy nghĩ giọng nói khang khang chú yên tâm cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy Ninh Trí Ngôn không phản bác được, Cố Thừa Hiên có chút nóng nảy rút tay khỏi Ninh Trí Ngôn, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Chương 59, Kiên cường. Lúc Cố Thừa Hiên vào phòng, Ninh Mông đã nằm xuống. Trong lòng anh có chút hoảng hốt, đi tới, lắc lắc cô. Ninh Mông như là bị kinh ngạc một chút, mở mắt. Anh mua giày rồi à? Cô vừa hỏi vừa nhấc mình khỏi chăn, xoay người muốn thử đôi giày mới. Cố Thừa Hiên đè vai cô lại, ngồi xổng xuống giúp cô mang giày bởi vì sợ vết thương trên chân cô cò vào sẽ nứt ra chảy máu lại nên anh đã lót thêm một lớp giấy vệ sinh để chân cô không bị đau ninh mông vâng lời ngồi im nhìn anh giúp mình mang giày dựa vào cánh tay của cố thừa hiên chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng kéo kéo tay áo anh nói anh với em đi thăm chú út đi cố thừa hiên gật đầu dìu ninh mông từng bước một đều đi thật chậm ninh mông nghiêng đầu nhìn anh một cái phát hiện trên mặt anh không có một chút nào biểu cảm là phiền chán nhẹ nhàng mà cười cười ninh mông nói cố thừa hiên hai chúng ta càng ngày càng hợp với nhau phải không cố thừa hiên quay đầu lại nhìn cô thấy cô đang cười cảm giác bất an trong lòng lại trỗi dậy rất hợp đúng vậy chúng ta càng ngày càng hợp với nhau ninh mông nói xong câu đó lại khanh khách cười cố thừa hiên có một câu thơ anh đã từng nghe chưa ninh mông lại tiếp tục gọi tên anh câu thơ nào cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tử dục dưỡng mà thân không đợi cố thừa hiên không trả lời cô bàn tay khẽ ôm lấy vai cô một bàn tay lại nắm chặt tay cô anh làm đau em ninh mông chu miệng quỷ khuất nhìn anh nói vậy a à? cố thừa hiên chỉ đơn giản lên tiếng lực ở tay nhẹ một chút nhưng vẫn nắm chặt tay cô ninh mông cũng không nói nữa chỉ trầm mặt đi đến thấp thoáng phía trước là hai phần mộ cố thừa hiên cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa họ và hai mộ phần càng gần thì hô hấp của ninh mông càng ngày càng hỗn loạn cuối cùng lại há miệng thở dốc cố thừa hiên không để ý đến sự phản đối của công tực tiếp bế cô lên ninh mông úp mặt vào khuỷu tay anh kích động giống như điên mà đánh vào người anh mắng anh nhưng cố thừa hiên không tỏ thái độ gì vẫn từ từ đi đến ninh mông cố nén nước mắt nhưng lúc này không thể kềm chế được nữa từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống cô đã từng đáp ứng lời của ông nội rằng sẽ cố gắng trưởng thành, cố gắng kiên cường hơn, cho dù là ở thời điểm khó khăn nhất cũng cố gắng cắn răng không khóc mà vượt qua. Đừng khóc nữa. Cố thừa hiên gần như thô lỗ thét lên. Ninh mông nhìn anh qua hai mắt đẫm lệ, nức nở nhưng không dám khóc tiếp, nhưng cũng không kềm chế được mà khóc nức nở. Đừng khóc mà. Cố thừa hiên buông cô xuống, lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt cô, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn một chút em đã 22 tuổi rồi, không phải là một đứa bé 12 tuổi hãy gặp một chút chuyện là lại khóc như vậy. Em nói thử xem sự trưởng thành của em cuối cùng là em đã cất ở chỗ nào vậy. Bình thường cố thường hiên nói rất ít, nhưng bây giờ anh lại giống như một ông già phân tích phải trái với ninh mông, ninh mông nhất thời không tiếp thụ được. Cô cúi đầu, tất cả những điều anh nói cô đều hiểu nhưng ở trong tình huống hiện tại cô không có cách nào làm được như điều anh nói được. Em không phải là ông nội, em biết ông nội nghĩ gì sao thế nào là em không phải là ông nội anh nói vậy là có nghĩa gì ninh mông hỏi cố thừa hiên có chút chán nản hỏi ngược lại con người già đi thì chết đi là chuyện đương nhiên cũng giống như mặt trời mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi chiều tối vậy đây là quy luật tự nhiên không ai là tránh khỏi bây giờ em vì ông nội mà vừa cười vừa khóc giống như một người điên vậy em làm vậy thì liệu ông nội em có an lòng mà nhắm mắt hay không hay là ông ra đi mà vẫn không có cách nào yên tâm cho cô cháu gái bảo bối của mình cố thừa hiên anh thật là lạnh lùng anh là một người máu lạnh nên mong nghe cố thừa hiên nói như vậy cần tức vừa xuống lại trỗi dậy ở trong mắt anh một người thân mất đi thì chẳng qua là căn nhà thiếu đi một người bàn ăn thiếu đi một cái chén một đôi đũa thôi phải không anh căn bản là thờ ơ với mọi việc chính là thiếu một người trên bàn ăn thiếu đi một đôi đũa một chén cơm cố thừa hiên tức giận mà lặp lại đột nhiên ở trong túi lấy ra một cái túi nhỏ một tờ một tờ đưa cho cô xem cái này là lúc anh mới vừa vào bộ đội đặc chủng đồng đội đã gục ngay trước mặt anh cái này là lúc thi hành nhiệm vụ trong lúc truy bắt đối tượng nguy hiểm đồng đội của anh đã bị tên đó đạp văng ra khỏi trực thăng lúc đó anh ấy không có mang dù bảo hộ cái này cái này nữa còn rất nhiều rất nhiều tờ giấy vàng, mỗi một tờ giấy là một danh hiệu, một câu chuyện tàn nhẫn, cô khổ sợ bị chặt tay lại, không muốn nghe âm thanh trầm ấm kia nữa. Đừng nói nữa. Em có biết có bao nhiêu người đã chết trước mặt anh không? Bọn họ, tất cả bọn họ đều là đồng đội giàu sinh ra tử với anh. Cố thừa hiên cất lại những tờ giấy vàng đó vào túi, cảm thấy như có một phiến đá lớn đè ở ngực, không thể nào thở nổi nữa nhưng anh vẫn phải cố gắng sống cho thật tốt bọn họ đến chết vẫn muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm sao anh có thể buông lỏng bản thân mình anh hối hận vì đã tham gia bộ đội đặc chủng nên mong mơ hồ ý thức được sinh mạng của anh cũng mong manh như những đồng đội đã ngã xuống của anh anh cũng sẽ giống như những đồng đội anh sẽ rất nhanh rời bỏ cô sao anh chưa từng hối hận cố thừa hiên không chút suy nghĩ trả lời rất nhanh tiểu cửu em có biết mỗi khi tưởng chừng như không thể vượt qua anh đã nghĩ gì không anh đã nghĩ gì anh sẽ tiếp tục nhiệm vụ mà bọn họ chưa hoàn thành anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà bọn họ đã tin tưởng mà giao lại cho anh mỗi giờ mỗi phút anh cảm thấy nếu mình còn sống thì phải càng dung cảm và kiên cường hơn vì anh sẽ phải sống dùng những đồng đội kia nữa tiếp tục giúp họ hoàn thành niềm tin thần thánh vào bộ đội kế thừa ninh mong cái hiểu cái không ông nội yêu em như vậy em nỡ nào ích kỷ mà khóc lóc khiến cho ông nội em không yên lòng mà rời đi sao sao em không biến tình yêu đó thành động lực để sống cho thật tốt cười nhiều hơn khiến cho ông nội em có thể yên tâm và thanh thản mà ra đi chúng ta sau này cũng sẽ có con em cũng sẽ thương nó tình cách của em cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nó nếu em vui vẻ thì con chúng ta cũng vui vẻ nhưng nếu em suốt ngày chìm đắm trong đau khổ thì con chúng ta cũng sẽ trải qua những ngày tháng buồn khổ. Em có hiểu ý anh nói không? Ninh mông sững sờ, chậm rãi tiêu hóa những lời cố thừa hiên nói. Cuối cùng ánh mắt mới một lần nữa sáng lên, ông chặt eo cố thừa hiên, giấu mặt vào lòng ngực trắng chắc của anh, nói, em nghĩ, em vẫn còn quá trẻ con. Em giống như một đứa trẻ ích kỳ chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân. Cha mẹ em vẫn còn cần em chăm sóc, em còn phải chăm sóc cho anh thế giới của em không thể vì việc ông nội ra đi mà đóng lại còn rất nhiều người cần em chăm sóc em phải kiên cường hơn cười nhiều hơn một chút có lẽ đây mới là điều mà ông nội hy vọng nhất cố thừa hiên biết trong lòng cô rất kiên cường khuôn mặt anh giãn ra vỗ vỗ lưng cô ý bảo cô đứng dậy cô ngẩng đầu lên anh kéo cô ra một chút dẫn cô đến mộ của ninh trí dũng mà cúng bái lúc hai người trở lại nhà nham nạp thì ninh trí ngôn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho hai người ninh mông thấy diệp oanh khê thủy chung cúi đầu ngồi ở một bên liền ngồi xuống kế bên để cố thừa hiên đi theo ninh trí ngôn chuẩn bị mọi thứ trước khi rời khỏi thời gian bay là buổi tối mọi người tiễn diệp oanh khê lên máy bay thì cũng lên chuyến bay của mình sau khi xuống máy bay cố thừa hiên chỉ kịp đưa ninh mông đến ninh gia thì lập tức phải trở về bộ đội dịch đại đội trưởng thấy anh trở về cười tủm tỉm mà vỗ vai anh nói vất vả rồi anh nhéo nhéo mi tâm ngồi ở ghế tựa có chút buồn bực nói căn bản là cũng không tốn chút sức lực nào chỉ đi lại trong rừng vài dặm mà thôi thoải mái như vậy không tốt sao ta xem a à, tiểu tử ngươi là thích bị đánh sao cố thừa hiên tức giận với ánh mắt chính là bị thương lại nói tiếp chuyện này vẫn là cám ơn dịp thanh dương dịch đại đội trưởng không nói tiếp cố thừa hiên ngồi một lát vẫn không thể nhìn xuống hỏi, Diệp Thanh Dương lại trở về cứu người nên chưa có báo cáo với cấp trên. Lúc ngươi đi cứu Diệp Thanh Dương thì Trần Nhất Thần cũng đã báo với trung tâm tình báo biện pháp nên mới bị phát hiện thân phận. Chính là vẫn có chút tiếc nuối, cả lớn vẫn chưa bị bắt. Ninh Trí Văn vẫn bận rộn như trước, có khi về nhà thấy sự thay đổi của Ninh Mông thì trong lòng cũng trấn an không ít. Cuộc sống ngay ngắn có nề nếp, thẳng cho đến hai tháng sau, Cố Thừa Hiên ở trong văn phòng nghe điện thoại của Ninh Mông báo Ninh Lão Gia đã qua đời. Chương 60, Thay đổi Cố Thừa Hiên vô cùng sửng sốt khi nghe xong tin này, không phải là do tin tức quá mức khủng khiếp, mà là do giọng điệu của Ninh Mông quá mức bình tĩnh. Cố Thừa Hiên, anh có thể trở về được không? Sáng nay ông nội sẽ đi. Cô nói với anh như đang nói một chuyện rất bình thường, giống như vào một buổi sáng, cô hỏi buổi trưa ăn gì, giọng điệu không có một chút khác thường nào khiến anh không thể đoán được cảm xúc của cô vào lúc này bây giờ ở bên kia thế nào rồi trong khoảng thời gian này trong đội cũng có vẻ nhiều việc hằng năm vào khoảng thời gian này đều có quân diễn năm nay phía trên quân ủy yêu cầu bộ đội đặc chủng cũng phải tham gia cho nên cơ bản là thời gian mỗi ngày anh đều ở trên sân huấn luyện mọi người trong nhà đều đã ở đây cái gì em cũng không động tay vào sau khi nói xong cô dừng một chút rồi mới nói tiếp nếu anh bận nhiều việc, anh cũng không cần xin phép để quay về đâu, dù sao ở đây cũng đủ người rồi. Thật xin lỗi. Cố Thừa Hiên nghe cô nói thế, có chút đau lòng, cũng có chút ấy nấy, anh sẽ cố gắng hết sức để xin phép quay về. Không cần. Âm thanh của Ninh Mông vẫn nhàn nhạt, anh thường xuyên xin phép như vậy, đại đội trưởng dịch cũng không dễ ăn nói, hay là thôi đi. Có lẽ cũng trong khoảng thời gian này, em sẽ trở lại. Mỗi ngày anh nhớ đến căn tin ăn cơm đúng giờ, không cần cố gắng quá mức, vẫn nên nghỉ ngơi một chút, buổi tối đi ngủ nhớ đắp chăn kín. Em làm sao vậy? Cố thừa hiên kinh ngạc, chỉ mới hai tháng không gặp mà thôi, dường như Ninh Mông đã thay đổi thành một người khác. Nếu là cô trước kia, vào thời điểm như thế này nhất định cần có một người ở bên cạnh an ủi, càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ rồi. Cô thay đổi quá nhanh, khiến anh cảm thấy hoang mang. Không có việc gì, hình như ở phía bên kia điện thoại có người gọi cô, cô vội vàng nói một câu, còn có việc, rồi cúp điện thoại. Sau cuộc điện thoại này, Cố Thừa Hiên không yên lòng chút nào. Trên đường đi, đại đội trưởng Dịch trên đường đi đến sân huấn luyện, nhìn thấy Cố Thừa Hiên đang ngẩn người dựa vào tường, cau mày, đang chuẩn bị gào thét mấy câu, đã thấy anh mệt mỏi đứng dậy lau mặt, quay về chỗ cũ, bắt đầu huấn luyện. Đại đội trưởng Dịch há hốc miệng, cuối cùng cũng không nói gì buổi tối sau khi hoàn thành huấn luyện, gọi Cố Thừa Hiên vào nhà của mình. Chị dâu dịch ở trong phòng bếp nấu chút đồ ăn cho hai người đàn ông, con trai dịch Lâm Hiên ở phòng khách bày đồ chơi ở trên bàn trà, đại đội trưởng dịch lôi kéo Cố Thừa Hiên, muốn anh uống vài ly. Quả thật là Cố Thừa Hiên rất phiền lòng, một ly lại thêm một ly, không hề từ chối. Chị dâu dịch bưng đồ ăn lên, vừa thấy cảnh này, đoạt lại chai rượu trừ trong tay đại đội trưởng dịch, kiên quyết không cho hai người uống. Đại đội trưởng dịch vô cùng bất mãn, thao thao bất tuyệt, mà lại không dám to tiếng. Cố thừa hiên ở một bên cười ha hả, dịch lâm hiên chơi ở bên cạnh sau khi nghe thấy âm thanh dọa người liền nhảy dựng lên. Chú cố, tại sao chú lại vui mừng như vậy? Cố thừa hiên vỗ vỗ đầu đứa bé, thu lại nụ cười, chú dạy cho dì tiểu cửu phải kiên cường, muốn sống vui vẻ, đương nhiên chú phải làm gương chứ, làm tấm gương tốt để cho dì ấy noi theo. À, Dịch Lâm Hiên đi đến mép bàn, cũng không quay lại, bốc một củ lạc ném vào miệng, ăn ngon lành, "Dì tiểu Cửu đâu ạ?" À? Nhắc mới nhớ đến gì ấy. Cố Thừa Hiên không trả lời, dùng chiếc đũa chỉ chỉ hướng cửa chính, sau đó lại thu hồi hai tay lại. Chị dâu Dịch nhìn thấy bộ dạng này của anh thì biết ngay, anh uống nhiều rồi. Cô chạm vào cánh tay đại đội trưởng Dịch, biểu biểu môi, lúc sau lại gật đầu, đem ghế kéo gần lại chỗ Cố Thừa Hiên, gấp cho anh một đũa thức ăn bắt đầu an ủi khuyên giải sao mà hôm nay tiểu tử, tử cậu ủ rũ thế hả không nhớ vợ rồi hả gọi điện thoại đón người về đi cô ấy không đi được cô thừa hiên cười khổ rồi nói hôm nay ông nội cô ấy qua đời chính là ông cụ cưng chiều cô ấy phải không ở cục cảnh sát trước kia phải không đại đội trưởng dịch giật mình hỏi ừm cố thừa hiên gật đầu đem số rượu trắng trong ly uống nốt không biết là bị rượu thôi thúc nên đem mọi chuyện phiền muộn trong lòng nói hết ra bắt đầu nói ba hoa trước kia tôi cảm thấy cô ấy chỉ là một cô gái tôi đã nghĩ làm cách nào để cho cô ấy trưởng thành để cho cô ấy hiểu chuyện nhưng khi đến ngày này tôi lại cảm thấy vô cùng đau lòng hôm nay khi cô ấy gọi điện thoại cho tôi liên tục dặn tôi phải làm thế này phải làm thế kia không có câu nào là cô ấy nhắc đến bản thân mình trước kia Lúc cô ấy thương tâm, nước mắt rơi không ngừng, luôn kêu la gào thét. Còn bây giờ, ngay cả khi cô ấy khổ sở như thế nào tôi cũng không thể biết được. Vào ngày này, trong lòng tôi giống như một cái hang không đáy, sâu vô cùng. Đại đội trưởng dịch nói vợ của mình đem dịch Lâm Hiên vào trong phòng. Khi hai người đi vào trong phòng ngủ, anh lại lần nữa cầm lấy chai rượu, rót cho cố thừa hiên một ly đầy, cười nói, cô ấy hiểu chuyện không phải là đúng lúc sao. Tôi thấy, có lẽ cậu cũng chỉ đoán mò mà thôi cố thừa hiên đã bắt đầu nói chuyện không lưu loát vẫn cầm lấy ly rượu thẳng thắn nói lại hung hăng ném ly rượu lên trên bàn một tiếng ầm mạnh mẽ vang lên loại cảm giác này anh không hiểu đâu hắc tại sao tôi lại không hiểu chứ tôi và chị dâu cậu không phải cứ như vậy mà đến được với nhau đâu một cô gái được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương hai mươi mấy năm gả cho cậu nấu cơm giặt quần áo cho cậu có gì là không tốt cậu cảm thấy chưa đủ sao cậu mong người ta đừng làm cái gì sao cả ngày ngồi yên ở nhà cơm đến miệng quần áo đến tay việc duy nhất cần thiết là đợi cậu đến ông sao cậu cưới một người vợ chứ không phải nuôi dưỡng sủng vật thật sự là tôi nghĩ muốn nuôi cô ấy cái lần ba cô ấy gặp chuyện không may cô nói chỉ muốn để ba cô ấy nuôi dưỡng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu cô ấy muốn toàn bộ thế giới tôi đều nghĩ cách lấy cho cô ấy nhưng mà tại sao cô ấy lại không cần anh nói xem tôi phải làm sao đại đội trưởng dịch nhìn bộ dạng đau buồn của anh cũng không biết nói gì hơn đành phải bày mưu tính kế cho anh hai người không nghĩ đến đứa bé sao cô ấy còn nhỏ làm sao tôi có thể để cho cô ấy chịu khổ chứ cô ấy còn nhỏ còn cậu thì đã trưởng thành tôi nói cho cậu biết sau khi có đứa bé người phụ nữ sẽ hoàn toàn biến thành một người khác cậu nhìn chị dâu xem ở nhà chăm lo cho con đi học vẫn luôn phải chạy đi chạy lại có con sẽ cảm thấy rời đi không được Cố thừa hiên nghe anh nói như vậy, ánh mắt sáng lên, cười ngây ngô, lại rót cho mình chút rượu, khi đại đội trưởng dịch dục anh đi về nhà. Đêm nay anh uống cũng không ít, đi đường thì bộ dạng siêu siêu vẹo vẹo, vừa vào đến cửa là gục trên ghế sofa, lăn qua lăn lại, ở bên tai toàn bộ đều là âm thanh của Ninh Mông, anh lại đứng dậy tìm kiếm điện thoại di động bắt đầu gọi cho Ninh Mông. Thật ra, Ninh Mông không có bình tĩnh như ở trong điện thoại. Sáng sớm mới hơn 5 giờ, bà nội Ninh chạy đến gõ cửa phòng cô, nói là ông cụ sắp không qua khỏi, muốn gặp mặt cô. Cô mặc áo ngủ ngồi trên giường, nhớ lại ba chữ không thể được, cuối cùng là có ý nghĩa gì. Cô không dám đi sâu vào tầng nghĩa, cô sợ rằng chính bản thân mình không chấp nhận được. Giọng nói của Ninh Trí Văn truyền đến, ngồi ở chỗ đó làm gì? Lúc này Ninh Mông mới tỉnh lại từ trong mộng, mặc áo ngủ, té từ trên giường xuống, lão đảo bước vài bước mới đứng lên được khi đi đến phòng ông cụ Ninh, mọi người ở bên trong đang khóc lóc. Ông cụ nằm ở nơi đó, đã không còn hơi sức để chống tay, chỉ có thể nằm đó mà nhìn chầm chầm vào Ninh Mông. Cô chạy đến, quỳ gối ở bên giường, liên tục gọi ông nội, ông nội, ông nội, âm thanh khàn khàn của ông cụ khiến cho mọi người không thể nghe được ông đang nói gì. Hô hấp dần dần khó khăn, mọi người đều nhìn thấy ông cụ liều mạng vùng vẫy, nhất định không chịu ngừng lại. Khẽ nhếch miệng, thân thể càng không ngừng run rẩy khóe mắt rơi lệ thống khổ như vậy khiến cho phụ nữ trong nhà đều đã khóc thét ông à ông yên tâm mà đi thôi bà nội ninh ở bên cạnh cầm lấy tay người bạn già ở bên cạnh gạt nước mắt nói tiểu cửu cũng đã ở đây nó đã gả cho người ta có gia đình của mình có thừa hiên chăm sóc cho nó ông còn lo lắng điều gì nữa ninh trí văn đi qua bàn tay đặt trên vai ninh mông hơi nghiêng người ba người yên tâm đi chúng con sẽ chăm sóc tiểu cửu ninh mông cười yếu ớt từ đầu vào bên mép giường chớp chớp mắt nói ông nội cháu hứa với ông cho dù có xảy ra chuyện gì cháu sẽ không dễ dàng khóc ông xem bây giờ cháu cũng đã làm được có phải là cháu rất ngoan rất nghe lời đúng không ông nội khi cháu còn nhỏ cháu luôn đi theo mọi người dù thế nào cũng không muốn buông tay bây giờ thì cháu đã hiểu được rằng cũng có con đường mà cháu phải tự mình đi một mình cháu cũng có thể đi được cháu không có yếu ớt như vậy đâu ông cụ ninh chậm rãi chớp chớp đôi mắt cuối cùng thì nhắm lại một giây này dường như tất cả mọi người đứng chung quanh đều bước về phía bên cạnh giường sống cả đời cũng chỉ chờ đến lúc sinh mệnh mình đi đến cuối con đường ninh mong mệt mỏi nằm trên giường nước mắt liên tiếp rơi xuống lần này cô khóc đến thương tâm nhưng sau mọi chuyện thì phải ngấm ngầm chịu đựng trong toàn bộ quá trình bọn họ không xuất hiện một tiếng khóc nào sau đó cô thực hiện đúng như lời hứa lau khô nước mắt bình tĩnh lo liệu hậu sự tiểu cửu khi cố thừa hiên gọi điện thoại tới ninh mông đang ngồi túc trực bên linh cửu trong nhà tang lễ cửa rộng mở có gió thổi vào cô kéo chặt áo khoác trên người có chút mệt mỏi trả lời vâng khi nào thì em trở về anh uống rượu hả ninh mông nghe tiếng anh mơ hồ trong lòng cũng hiểu một chút anh uống rượu làm gì vậy không uống nhiều đâu. Cố thừa hiên ở một hơi, tiếp tục nói, chỉ là có chút nhớ em. Ninh mông trận mắt lên, cơ bản là có thể hiểu được độ chân thật của câu không uống nhiều của anh. Ngày thường cố thừa hiên đâu có nói những câu buồn nôn như vậy đâu. Được, em biết rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Trong nhà. Nơi nào trong nhà? Trên sofa. Ngủ không hề thoải mái, chừng nào thì em về. Đây là lần thứ hai anh hỏi cô đúng là ninh mông không nói gì mà đi sang một bên hạ thấp âm thanh nói đứng lên đi vào phòng ngủ đi trong phòng bếp ở ngăn tủ thứ ba có mật ong anh pha với nước ấm uống đi nếu không thì ngày mai sẽ rất đau đầu ừm chừng vào thì em về đây là lần thứ ba rồi ở bên này bận chút việc sau khi xong xuôi mọi việc em sẽ quay về liền ninh mông nghe thấy ninh trí văn gọi cô vội vàng nói ba gọi em cúp nha không cho phép cúp máy. Anh có chuyện muốn nói với em. Ninh Mông có chút sốt ruột quay đầu nhìn về phía Ninh Trí Văn, vậy anh nói anh đi. Ba đang trừng mắt với em. Chúng ta sinh một đứa bé đi. Cái gì? Sinh một đứa bé, trai hay gái đều được, chỉ cần là con của chúng ta. Cố Thừa Hiên nói xong, giống như Ninh Mông đang mang thai, kích động đứng dậy từ ghế sofa, nhếch miệng cười với không khí. Ninh Mông hít một hơi, sau khi nói chờ em quay lại tính sổ với anh thì cúp điện thoại. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể